sai. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Thầy hát cái gì vậy? Hát cái gì mà nó phô, mà nó trên, mà nó không đâu vô đâu mà hát được vậy con? Ủa thì con mới tập hát mà, con hát vậy là hay rồi á. Ô, với con vậy là hay đó hả? Ôi, vậy thì hay nha. Hả? Đứng yên. Gì? Quay một vòng. Quay một vòng. Mới đi đâu về? Đi thăm bà con chòm xóm gì á nè. Rồi bản đồ như gì? Bản đồ bình thường có gì đâu. Nghĩ đẹp sao? Mà. Bản đồ, cái túi quần ra ngoài. Quả tới rồi. Trời đất ơi. Đó. Vậy đó mà suốt ngày hả chơi mình hả là tệ hơn vợ hơn đậu. Không biết ai tệ à. Trời ơi, xin lỗi nghe. Từ sáng sớm là vợ đậu đã nấu cơm đầy đủ rồi. Kho cá, kho mắm là đầy đủ luôn. Giặt đồ mà còn ca được xí mà. Xí đây, xí. Ở trong ta thay cái quần. Mới nói gì? Nói gì đâu? Nói gì, nói ai tệ? Hả? Có nói nghĩ sao sống với một đứa con dâu mà nó tệ cỡ này rồi sao không lây cho tía được? Thôi đi, coi như là con sai đi. Nè, uống miếng nước đi. Cảm ơn à. Khoan đi. Đừng có nước nâu gì hết trơn á. Đây đây, tía biểu. Dạ. Điện thoại mày đâu rồi? À, tía thân con đây nè. Cho tía mượn coi. Tía điện đậu à? Hồi sáng nói với con hả là đi. Trời đất ơi, tự nhiên đập điện thoại người ta trời. Điện thoại mày tía mới đập chứ tía ngu gì tía đập điện thoại của tía. Ủa tự nhiên đập điện thoại người ta. Mày bước ra đây rồi tía hỏi mày nè. Cái chuyện mà hôm qua tía kể mày vụ hai mày nhớ không? Nhớ. Tía dặn mày sao? Đừng nói với ai. Vậy sao bây giờ cả xóm biết tình thằng hai lên vợ đi tò te với con lại. Cái chuyện này tía chỉ nói với mình mày. Tía còn căn dặn là bay nên kính mồm. Chuyện này là chuyện đồng trời. Còn cái gì nữa? Con xin thầy là không nói với ai. Luôn cả đậu hả con chưa có nói nửa lời luôn. Mày không nói làm sao người ta biết à? Hồi sáng này cả xóm loan tin à. Thằng hai nó liền mắng vốn với tao. Trời ơi vợ thằng đậu nó hại tôi nè trời. Vậy tía nói lại đi. Hồi hôm qua tía dặn con sao? Tía nói với con là cái vụ đó đó là không được gặp bất kỳ người nào kể. Thì đó, nguyên ngày hôm qua con ở trong nhà con không gặp một ai luôn. Mày chứ sao tao biết? Điện thoại. Đơn giản mà, điện thoại thôi. Bây giờ mày nhiều chuyện mà mày có đầu tư tới viễn thông nữa hả Đen? Ủa thì tía dặn tía phải dặn kỹ càng. Tía nói là đừng có điện ai mà cũng đừng có gặp ai. Tía không dặn thì con phải điện thôi. Vậy thôi này lỗi tao, mày nói vậy tao thua. Thôi coi như con sai đi, con xin lỗi tía đây. Xin lỗi hả? Xin lỗi nữa. Thì thôi tía tha đó, tía là giọng lượng lắm. Ai xin lỗi là tía tha hả? Nhưng mà... Cái vụ tía dặn con đông lúa bán cho người ta con làm xong chưa? Gì cái vậy? Chuyện này là phải khen nha. Phải khen con nha. Ê, mỗi lần con này nó làm cái hành động này là tôi thấy lo lo trong người nghe. Vụ gì vậy? Bán lúa xong chưa? Chưa. Mày làm gì vậy? Dám lại 200. Nào. Thì bán lúa thì đưa tiền cho tía thôi chứ có cái gì mà... Trời ơi. Sao mà bán nhiều tiền dữ vậy con? Tía dặn con bán nhiều. Tía dặn con bán là 1 triệu. Con cần 1 triệu rưỡi luôn. Trời ơi, nhỏ này vậy mà có khiếu kinh doanh mày. Dạ, con nghe con bán hết trơn, ba cái lúa tốt con gom con bán, con cân cho lái hết trơn luôn. Đúng rồi. Còn cái lúa cũ á con để nhà, mình ăn từ từ. Đúng rồi, mình buôn bán cho người ta, mình phải lựa cái nào tốt nhất mình bán. Đúng còn rồi. Cái mà... con mới nói cái gì? Con bán lúa tốt. Lúa tốt. Là cái lúa tía để trong cái đúng rồi, trong cái bộ clip của tía đó. Trời ơi, lúa giống mà tía để mùa sau làm vậy mà con Đen nó đem bán luôn rồi. Đen ơi sao mày không đem bán luôn tao? Trời ơi, có người mua tía luôn hả? Tía mua nhiêu vậy? Tía. Trời đất ơi, mày tính bán thiệt sao Đen? Con dâu tôi sao nó quá ngu khờ kiểu này rồi chừng nào mày mới chịu lớn khôn? Tía.
đến hiểm liệt. Tao muốn cổ mày liền. Ủa con nói không đúng hả? Thì tí ở da, con nói chứ ở da. Mày nín đi. Mày đừng nhắc đến nỗi đau mà tía thấy nôn nao khi năm tháng qua mau, mà hình bóng người xưa chưa bao giờ phai nhạt. Hơi văng nha. Tía ở gia lâu năm là gìn lòng chung thủy, là dư dáng chữ thủy chung nuôi thằng đậu nó nên người. Nó lấy vợ sanh con già sống đẹp cho đời. Từ khi tía cầm trầu cao cưới bay về cho thằng đậu, tía mới thấy mình trở lại tuổi đôi mươi. Là cái 20 tuổi hả? Là tao trở lại cái thời mà gà trống nuôi con đây nè. Mày khờ khảo ngu ngơ còn hơn là thằng đậu hồi còn nhỏ nữa. Mày to xác lớn con mà còn đi gây chuyện để cho bà con họ mắng vốn tao hoài. Nè. Ôi đừng chuột từng cơn chết xương hờn. Trong nhà làm ơn hỏi tôi giùm cái, đừng có bày đặt tài lanh tài lẹt rồi có ngày bán luôn lúa giống. Đúng rồi. Mày mai mốt đừng làm vậy nữa, mày còn cái hoài là mày chết với tàu. Con biết rồi, con biết lỗi, con sai với tía lắm rồi, tía đừng có giận nữa. Biết rồi. Già cả rồi, giận hả mồ hôi mồ kê chảy xuống ướt áo hết trơn á. Thì đó, giận mày quá rồi mồ hôi mồ kê nó đổ xuống áo tao. Nó tao vậy, cái gì vậy? Tao giết mày, tao giết mày đen. Mày giặt xài bông không, mày mặc vô người rồi nó lát nó nổi lên một về hay là làm sao? Con tươi nữa. Con biết lỗi không rồi, đừng có giận nữa. Nấu chè nè, đậu xanh nè, ăn đi cho nó hạ quả. Nhỏ này mỗi lần mà chữ nó là nó đem chè đậu xanh nó vọng vô trong cuốn họng tôi hả? Đi ăn chè đi, đừng giận con nữa. Ngon ha, bữa nay thấy là nấu ngon ha. Tía không biết ăn chè à? Thì đây nè, múc bỏ vô miệng mới ăn. Ăn chè là phải húp. À, húp nó mới ngon. Húp cái khọt cái đúng là hay ha. Ngon. Húp một cái khọt mới ngon. Hơi văng nha. Nha. Húp này là không có được nha. Nấu chè cho tía ăn mà tía còn sụn sụn. Dứt đi con, dứt thử đi. Dứt thử đi rồi biết là... Ừ. Thì để từ từ người ta ăn chè con biết mà. Ăn đi con, ăn. Mày làm sao mà mày qua mặt được tía? Mấy chục năm rồi con, cái chiêu này tía đoán được hết á. Con xin lỗi tía, con lỡ bỏ muối rồi. Chưa mày chưa. Chúc mừng thí sinh Tiêu Minh Phụng, một tiết mục thật là duyên dáng. Một tràng pháo tay thưa quý vị. Trâm ơi. Dạ. Tóc của em sao vậy? Ủa em này em cắt thiệt hả Trâm? Em cắt thiệt. Trâm trời ơi, ơi. Em ôi. Cắt mà nó không có điều, cộng dài cộng ngắn thôi, em cuốn lại đi cưng. Ta cuốn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ, và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn phần trợ diễn của nghệ sĩ Phạm Huyền Trâm. Và dạ, quý vị thấy không, chỉ một chi tiết nhỏ xíu như vậy thôi để chứng tỏ rằng là một người nghệ sĩ bước ra sân khấu, mặc dù là trợ diễn thôi, nhưng mà chị cũng hy sinh luôn cái phần mái tóc của mình luôn. Dạ, và thực sự là với cái phần mà cắt tóc mái sau le vậy á, đúng thiệt sự nhân vật luôn. Lúc mà Trâm vô á
thì cái máy trăm rất là đẹp. Dạ. Thì nó cong vậy nè và nó đều với gương mặt. Nhưng mà bản thân em á thì em nói là em cuốn sao cho cái máy em nó cao cao lên nó mới ra là vợ đằng đầu. Ừ. Mà ai dè mới vô bà lấy kéo bà cắt luôn. Cũng tại em không mà người ta mất luôn mái tóc. Có không? Mai mốt á em chuẩn bị ra diễn đó. Dạ. Em làm ơn em bớt gặp Bình Tinh lại giùm anh nha không? Để cho mình bảo toàn cái mái tóc của mình nha không? Khi mà tập trung với lại Tim Minh Phụng thì em cảm nhận Tim Minh Phụng như thế nào? Hai chị em có khó khăn trong việc mà vào hai ba con không? Tim Minh Phụng là một người em nhiệt huyết mà có đôi khi cũng hơi chụp giật chút xíu, lượng thượng. Nói chung là em chịu khó chịu nghe, học hỏi do em chỉ một vài nét gì đó là nhớ, nhớ nhanh lắm, nhớ trong đầu. Rất là yêu nghề. Chị cảm ơn em hôm nay là em cũng rất tốt với... diễn chung với nhau. Nói chung là em cũng kiệm lời lắm, em không biết nói gì. Em kiệm lời nha em ca được. Dạ. Đúng không? Ca thì được. Nhưng mà lúc đó. Nãy á, là trong cái phần mà dự thi á, dạ, thì chị có nghe Trâm nói hai cái chữ mà sụn sụn. Thì cái từ đó thì nó sẽ dành như thế nào? Cái ý nghĩa nó là cái sao? Ý nghĩa sao? Tại vì cái miếng đó là miếng nội bộ á. Dạ, sụn sụn là ok ok. Mà nó tùy theo tình huống lúc đó nữa. Thí dụ lúc đó mà nó ca gớt nhịp đi là sụn sụn là có nghĩa là su rồi, là không ok. Có ví dụ mà lúc đó nãy ca đúng chữ chính chữ sụn sụn là good good, good okay. Ngon lành. Yeah. Cảm ơn Phạm Quỳnh Trâm rất là nhiều. Yeah. Đã mang đến một không khí rất là vui, tươi trẻ và vô cùng sụn sụn ha. Cảm ơn em. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn. Chúc em sụn sụn. Dạ, bây giờ sẽ tới phần cho điểm thí sinh Tim Minh Phụng. Xin mời giám khảo khách mời và các vị huấn luyện viên ạ. Dạ, phần cho điểm đã xong là đứa con của mình. Thì nghệ sĩ Thanh Hằng sẽ có những chia sẻ chân tình nhất dành cho con. Xin mời ạ. Chị cảm ơn Mạnh Cường. Em xin phép chị Thôi Miêu cho em được có đôi lời cùng với lại Tiêu Minh Phụng. Thật sự là cô ngồi đây cô xúc động. Sự tiến bộ của Tiêu Minh Phụng phải nói là vượt bậc cái sự tưởng tượng của cô Thanh Hằng luôn. Cái nỗi lo nhất là lo khi mà mời một nghệ sĩ để hát chung. Cô rất sợ lắm. Cô sợ rằng là sẽ bị lướt hay hoặc là sẽ bị nó sẽ bị chìm đi hay là nó sẽ bị mất đi cái thí sinh của mình. Nhưng phải nói hôm nay mời nghệ sĩ Quyền Trâm phải nói thật là xuất sắc. Chọn đúng người, đúng điểm. Mà hài không phải là dễ mà để lấy tiếng cười của khán giả đâu. Và con rất là khôn khéo vào trong cái dòng này mới thấy rằng Tiêu Minh Phụng đã lớn dần lên nữa, bước thêm một bước nữa. Cảm ơn con rất nhiều. Nhưng có một chút xíu thôi, một chút xíu lỗi nhỏ thôi là cái câu vô giọng cổ của con. Con thả câu vô giọng cổ mà con bị phô ba chữ nuôi thằng đậu. Nhưng không sao, cô rất tự hào và hãnh diện về con. Xin cảm ơn bạn Quyền Trâm rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ của huấn luyện viên nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ thưa nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, đối với vòng thi thăng hoa này thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân có nhận xét gì về cha chồng của vợ thằng đậu? Anh rất là xúc động bởi vì các em dần dần bước vào những cái bài thi khó hơn. Và hơn bao giờ hết, anh cũng coi tụi em là những đứa em, những đứa học trò của anh. Chứ không phải là anh huấn luyện cho các bạn mà anh lại không dòm ngó tụi em. Ở bên trong cánh gà thì anh cũng luôn nhắc em đúng không Phụng? Vào vòng này nó khó và những vòng sau nó lại còn càng khó hơn. Mà em lại biết chọn một cái trích đoạn như thế này thì phải nói là em quá thông minh. Bởi vì em có một cái năng lượng rất lớn mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có. Có nghĩa là khi mà em hát cái bát ba phi á, là anh nổi da gà. Có nghĩa là em dẫn dắt khán giả, em đưa khán giả vào cái câu chuyện đó. Mà không phải người nghệ sĩ nào cũng làm được. Qua cái trích đoạn này, em lại trở thành một ông già. Cha chồng vợ thằng đậu, nó rất là phù hợp với em. Đó là cái sự thông minh của người nghệ sĩ khi đứng sân khấu. Em hoàn toàn em lột xác. Em không phải là Tiêu Minh Phụng. Cái lợi thế của em có một cái dốc dáng của một chàng kép của cải lương. Nhưng mà lại bén duyên với những cái vai lão. Anh thấy hình như là vai lão nó lại cho em đầy đủ hơn là cái vai kép. Cho nên em cố gắng phát huy. Bởi vì qua cái trích đoạn vừa rồi anh coi thì anh thấy nghề của em bắt đầu lên rồi.
Bởi vì bước vào trồng trong nó phải là như vậy. Giống như chị Hai nói đó, hài nó khó lắm. Mình diễn chung với bạn diễn, bé Huyền Trâm lại cứng nghề. Là chị Hai cũng lo lắng là em bị lép. Nhưng mà rõ ràng giữa sự chụp bắt câu ca giọng cổ của em nó có phần chênh phô dài chữ. Để chúc mừng em cái bài thi hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Vũ Luân. Và kính thưa nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, đây là lần đầu tiên chị ngồi ghế nóng của Tài Danh Tân Cổ. Vậy thì với Tim Minh Phụng ngày hôm nay, chị cảm nhận như thế nào? Hay là chị có hướng dẫn gì thêm cho bạn để bạn có thể thăng tiến hơn trên con đường nghệ thuật của mình ạ? Phải nói là hôm nay xem một cái tiết mục thi đầu tiên, nó đem lại cho tôi một cái cảm nhận rất là thoải mái. Hài không phải là dễ đâu nha em nha, không dễ đâu. Nhưng ở em, hôm nay trong cái tiết mục này, em diễn hài rất sạch, rất đẹp và rất là dễ thương. Các em đi thi thì các em có được sự hỗ trợ của những nghệ sĩ tài danh, có thể là các em sẽ khớp. Nhưng theo tôi thì các em sẽ không khớp, là vì những người hỗ trợ cho các em sẽ nâng các em lên. Điển hình như vừa rồi, Quyền Trâm đã nâng Tiêu Minh Phụng lên rất nhiều. Và từ đó Tiêu Minh Phụng đã bị cuốn hút theo Quyền Trâm. Cho nên là Tiêu Minh Phụng đã bật lên được cái vai diễn của mình. Cho nên là tôi rất mừng. Tôi nhìn xem được một cái tiết mục đầu tiên mà tôi rất là thấy vui, là em đã diễn tròn vai diễn của em. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh Truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền Vĩnh Long 2. Và thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng đã đi qua một chặng đường khá dài và ngày hôm nay đã là đêm chung kết thứ hai, và đây sẽ là chặng hành trình cuối cùng để chúng ta tìm ra quán quân của mùa đầu tiên Nghệ sĩ Thần Tượng 2022. Và chắc chắn đêm nay sẽ có rất là nhiều những cái sự hấp dẫn đang chờ đón quý vị khán giả. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ chào đón ba vị giám khảo quen thuộc của chương trình trước. Đầu tiên sẽ được chào đón giám khảo nghệ sĩ Thanh Hằng, giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Dạ xin chào các anh chị. Dạ một lần nữa em xin mời chị Thanh Hằng có thể làm ơn đứng lên giùm em một cái được không? Em mới hỏi thăm về cái trang phục mà chị đang mặc trên người đây. Đẹp quá chị ơi, sáng quá chị ơi. Đây là cái bộ trang phục mà chị thiết kế riêng dành cho đêm chung kết của nghệ sĩ Thần Tượng phải không ạ? Dạ đúng vậy Đại Nghĩa. Quá lạ luôn. Quá lạ luôn. Dạ lạ mà có ấn tượng. Đi giờ đi ra đây mới thấy rõ hơn nữa nè. À dạ dạ em mời đó, chị đó. Đó ra đây thấy rõ nè. Chị, em nghĩ rằng cái màu vàng này giống như cái vàng son ghi dấu á chị. Đúng vậy đó. Cái liên dạ. khúc mà cái đêm trước mà anh chị em mình đã từng thể hiện. Vàng son ghi dấu. Dạ. Nó trùng hợp với lại cái áo của chị cho nên nó mới đồng hợp với nhau. Dạ. Đó, chị cảm ơn người Đại Nghĩa rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn. Dạ đẹp quá rồi chị, em mời chị về chỗ ạ. Dạ. Dạ. Dạ, còn với chị Thoại Mỹ ạ, hôm nay sức khỏe chị đỡ hơn chút nào chưa chị? Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới Thoại Mỹ, nhất là sức khỏe của Thoại Mỹ. Hôm nay mặc dù là vẫn còn rất là mệt, nhưng mà vì là cái đêm chung kết cho nên Thoại Mỹ phải rời bệnh viện để đến đây. Các em ơi, hãy cố gắng cháy hết mình, cháy hết cái niềm đam mê của mình. Cố gắng lên nha các em ơi. Mà hôm nay như Nghĩa biết là Thoại Mỹ đang bị bệnh, tôi không dám nói một lời nào nặng chứ không dám nói lớn tiếng luôn á. Long thì chỉ mong rằng là các bạn chọn đúng vai, đúng vở để ba chị em chúng tôi không có bị đau đầu, gây cấn với nhau. Còn hai bạn
bình an và bình trọng. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ cháy hết mình trong cái đêm chung kết này. Dạ, xin cảm ơn những lời nhắn gửi từ phía các vị trong ban giám khảo. Và thưa quý vị, để bắt đầu cho đêm thi hôm nay thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay cho những người đã giúp cho các thí sinh của chúng tôi thăng hoa trong phần dự thi của mình. Ban nhạc Duy Kim. Và mở đầu cho đêm nay chúng ta sẽ đến với trích đoạn Nghiệp Cầm Ca. Đây là câu chuyện về một gánh hát được khán giả yêu thương và đón nhận. Và câu chuyện này muốn gửi gắm những cái tâm tình của những người nghệ sĩ mong muốn đưa sân khấu cải lương đến gần với quý vị khán giả hơn, mặc dù cuộc sống vẫn còn khó khăn. Và câu chuyện này sẽ được thể hiện trên sân khấu với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng trong hình tượng của nghệ sĩ Minh Vương với vai Bình, và với sự trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng, nghệ sĩ Thanh Hồng và Võ Ngọc Tân. Trời đất ơi, mày ăn gì mà mày ăn liền vậy? Mới thấy mày ăn rồi bây giờ mày ăn nữa? Trời ơi, ăn mới có sức làm chứ không bạo. Trời ơi. Nhưng mà cái này là cơm nguội, con cho con chét rồi con ăn thôi, chứ con đâu có ăn cái phần mới đâu. Mà con bầu nói hoài. Mày có biết là tao đang lo, tao nhức đầu lắm không? Có gì đâu lo, có gì nhức đầu. Không lo là sao được? Đoàn hát có anh cấp chánh nè, bỏ rồi trốn đi rồi tối nay ai hát đây? Trời, thì bây giờ anh kép chánh, anh chánh rồi thì có anh kép mới chứ. Ai kép mới nào thế? Con nè. À, thôi mày mà làm kép chánh chắc tao dẹp luôn cái đoàn hát quá. Làm gì dẹp? Ca có bài ngủ điểm bài tạ, ca không được là đòi đàn kép chánh. Bây giờ con giỡn thôi. Giỡn không chứ vui. Thật ra ổng đi là con biết mà, cho nên hồi nãy con đi ngang đám cưới con thấy có cái anh kia đẻ ra một cái, nhìn cái mặt là biết làm kép rồi. Trời ơi, con mắt, hai con mắt ha, nó sâu húp giống như là cắt vậy. À. Cái mũi cao như sữa. À. Cái hàm răng cười một cái đều như bắp vậy. Đó, kép chánh là tướng tá mặt mũi phải vậy đó. Chưa hết đâu, quan trọng là ca xuất sắc luôn. Ca được không? Ca hay dữ lắm. Hay hả? Hay. Mà cái người đó là người nào mày? Mày sao mày không mời vậy? Con có hẹn tới đây luôn rồi. Mời ta vô coi. Để coi coi. Trời đất ơi. Ông bảo. Bảo nhìn kìa. Gì nhìn hả? Ra ngoài bãi đi. Thấy cái ông đang cà lem không? Trời đất ơi. Anh ơi, qua cái cà lem vô đây nó nghe nè. Chào cậu, chào cậu. Dạ, chào ông Bầu. À, cậu đây là... Cậu Bình. Tên Bình. Dạ, ta thường gọi em là Bình Lãng Tử. Bình Lãng Tử. Dạ. Trời, nghe hay lắm á. Ờ nè, mà cậu đi hát mà cậu học trong cái lò nào vậy? Dạ, em học cái lò đám hỏi, đám cưới, đầy tháng, thôi nôi nè, sinh nhật đủ thứ hết trơn bầu. Là hát mấy cái đám tiệc đồ thôi vậy đó hả? Dạ. Chứ chưa biết hát sân khấu. Dạ, hát mấy cái lò đó. Là được rồi. Làm gì lò này lò kia vậy? Chuyện gì vậy? Em có hay gì chưa? Hay gì? Kép chánh trốn đi rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Trời đất ơi. Rồi có người kép chánh mà giờ trốn đi rồi tối nay tôi hát với ai? Thì bởi vậy đây nè, đang mời người ta đây nè, đang nói chuyện với người ta đây nè, thấy không? Gì? Người ta coi cũng được đó. Quên giới thiệu. Đây là đạo chính của gánh hát tôi. Dạ. Tên là dạ. Mỹ Hương. Dạ. Còn dạ. Đây là cậu Bình, Bình dạ. Lãng Tử á. Em chào chị Mỹ Hương. Thôi tôi về. Đi về anh, đừng đi về. Không có gì sao, đâu. Sao tôi chào chị mà cái mặt chị hầm hầm. Tôi đang vui đó chứ. Chị không vui. Sao, không sao anh. Bình thường là chị vui là cái mặt chị hầm, còn chị hầm là cái mặt chị vui. Yeah, mày nói chuyện là xẻ vô đâu. Thôi bây giờ vậy nghe. Bây giờ cậu coi có cái câu giọng cổ nào đó mà cậu ưng ý nhất. Cậu hát thử một câu cho anh em nghe cái coi. Dạ dạ ca hả? Ờ chứ ca phải thử ca chứ. Dạ, càng câu hả không bầu? Ca một câu tôi nghe dạ, cái hơi của dạ, cậu. Dạ càng câu giọng cổ. Ừ. Mà ở đây có đờn không? Có chứ. Đờn đầy đủ. Dạ. Duy Kim ơi. Dạo lên cái cho cậu này ca câu giọng cổ nghe cho coi. Ở đây có nhạc nữa hả không bầu? Có. Không anh em chuẩn bị để mà tập tuồng á mà. Dạ. Rồi quất dạ. Câu cho ngon lành nghe. Như cái dây này sống sống anh ơi, chưa chín anh ơi. Về sống. Dạ cơm sống. Đập mày điều gì, về sống. Đâu. Sống chín đâu đây. Dạ cái hơi của em nó cao lắm chị. Cao. Cao phải không? Dạ. Vậy là cái dây xề phải không? Dạ dạ hơi em cao lắm. Anh Kim ơi, anh đợi cái xề đẩy luôn đi. Xề đẩy. Dạ.
Rồi quất cậu, quất liền ra cho con chớn coi. Dạ được rồi. Dạ được rồi. Vô. Chiếc non bài thơ sinh ra từ bao giờ mà Thùy Mị đoạn trang như thành tình cô gái Huế. Che nắng mà che mưa những nam thanh nữ tù lao động ngày đêm trên đồng ruộng công. Dạ thôi tôi về ông Bồng. Anh hai. Dạ. Dạ dạ em thứ ba. Trời anh hai nào? Anh hai Minh Dương. Hai. 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 Trời ơi thèm quá. Hai. Vô lại cậu, vô lại. Dạ. Ừ, dạ. Vô lại, vô tiếp đi. Ca lại hả ông Bồng? Ca lại đi, đang dạ, hay dạ. Lắm. Hay quá. Đồng ruộng trong lẹt nhìn ai rồi nghiêng che đưa mặt mỗi khi lòng mình tròn nhớ thầm thương. Hà ơi khi lòng bận thân thì nó ốp kịch bấn, khi lòng lắng lắng thì nó nghiêng nửa mờ, khi đọc tình thơ thì nó soi đèn trời, khi lòng đã tin rồi thì nó cười hát ha. Trời ơi, được, 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 được. Em được. Thấy sao, thấy được. Sao? Nhưng mà chưa, để em hỏi. Dạ, được không chị? Cái giọng thì chị thấy được đó. Dạ. Nhưng mà biết diễn không? Dạ, em biết ca chứ em không biết diễn chị. Bầu, một cô đào sáng giá mỹ hường như vậy mà diễn với một anh kép là không có biết diễn là sao? Vậy thì tôi diễn với ai? Thì từ từ, mới người ta chưa biết diễn, từ từ mình chỉ người ta biết diễn chứ có gì đâu em. Không có được, tôi nói là không có được, không có biết diễn thì làm sao mà diễn với tôi được. Trời ơi, tôi là một cái đầu, dạ, đội đầu tránh của cái đầu này. Thôi để tôi về bà ơi. Dạ, 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 dạ. Không sao đâu, không sao đâu. Rồi bây giờ tôi hỏi cậu nghe. Dạ. Hồi đó tới bây giờ cậu có thường coi cải lương ở trên TV không? Dạ có, em thuộc cái chích đoạn mà cái đoạn cuối mà của Đêm Lạnh Chù Quan á. Đêm Lạnh cái đoạn mà Bảo Xuyên chết á, rồi Tần Lĩnh Sơn Tần Lĩnh Sơn hát hai người đó chỗ chích đoạn đó đó phải không? Dạ thuộc không? Dạ em thuộc cái chỗ đó. Thì hát đi. Dạ nhưng mà có cảnh trí rồi kéo có màn sân khấu rồi bảo. À là bây giờ là chưa chuyên nghiệp cho nên phải đứng ở trên sân khấu mới hát được đúng không? Dạ. Được rồi. Yên tâm đây dẫn đi. Dạ. Đi lên sân khấu đi, ra sân khấu. Đi lên sân khấu. Đi lên sân khấu hả? Chị ơi tạo điều kiện cho ta đi chị. Bà con ơi, kép mới gánh tôi nè. Kép mới nè. Hát cái đào củ xì à. Bà con ơi, kép mới nè bà con ơi. Trời ơi, sân khấu. Đã không? Đó, thấy chưa? Thấy sân khấu không? Sân khấu quá trời đẹp luôn rồi. À, mà ai đóng Bảo Xuyên không Bảo? Đây nè. Ông Bảo đi kia ghê. Gì vậy? Đi kia tao đóng Bảo Xuyên. Trời ơi, trời, coi bả kìa trời. Tao nói Bảo Xuyên là đây chứ tao có nói mày đâu. Tự nhiên mày đứng cái... Em. Gì? Giúp giùm đi. Em hát cho cậu Bình cậu hát đi. Giỡn hả? Đi mà giúp trời đi, tạo điều tình. Kiện đi. Thôi tôi gì đòn đó. Hay quá. Anh Kim ơi, cho miếng dây anh Kim ơi. Quốc cho con lành cái vụ này coi nghe. Sơn ca. Sơn ca ơi, em nằm đây. Khoan đi chị. Đang hay mà. Chị ơi, chị nói chị nằm đây mà chị đứng vậy sao em hát được? Trời ơi. Ông Bảo. Nằm là sao? Gì đòn. Nằm đi. Thôi cái gì đòn đó. Chị nằm em ôm em mới ca được. Trời. Ông Bảo. Hả? Gì đòn. Gì đòn. Cho ôm đi. Thôi cái gì đòn đó. Rồi. Dạ. Tôi nằm nè. Ôm đi dạ, cậu. Dạ. Mà em thấy thiếu cái gì chị ơi? Thiếu gì nữa? Cái gì mà em thấy hình như cái gì mà như cái đèn pin nó gọi vô mặt em hát được chị? Trời đất ơi. Trời ơi, Polo ơi. Cho miếng ánh sáng đi Polo.
đó, có vừa lòng. Dạ, dạ, ờ được rồi đó. Rồi dạ, đó. Dạ, dạ em thấy, dạ, thấy rõ rồi đó, thấy rõ rồi đó. Dạ. Rồi dạ, hát nè. Dạ. Vô nghe. Dạ, dạ hát đi chị. Sơn ca, Sơn ca ơi, em nằm đây. Gì, ủa ai vậy? Dạ, ông đang tiễn ai vậy? Thì cho cậu thử rồi mình coi mà. Ủa cậu thử mà sao nãy giờ tôi hát không là sao? Dạ, dạ. Ờ, thì tại vì cái chỗ này em phải hát dứt cái này dạ, thì cậu mới vô giọng dạ, cổ. Dạ chị được. Ơi cái đoạn này chị ca em mới vô giọng cổ được chị ơi. Thôi được rồi, thôi bây giờ tôi hát tắt nha. Chú ý là cậu chứ không phải là tôi. Rồi. Hát đi chị. Ráng đi em. Ngọt ngào gió bay em già cơn làng gió bão xuyên ơi, đây là giấc ngủ thần tiên dìu em về bên kia miền qua cò, có trăng dài cô đơn, có gió ngàn nước nở và có nỗi sầu tư dời dời nhớ thương về. Còn anh chưa biết mình rồi sẽ ra sao, mất em rồi đời anh như trống trải, ngoảnh mặt nhìn xa cuối chập trùng mây, những nẻo đường qua mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ. Hãy đưa em về ai nhan bao xuyên, xây một năm mộ giữa biên cương để hồn anh sẽ theo em mãi mãi. Bao xuyên Sơn ca xin vĩnh biệt. Bao xuyên, Bao xuyên ơi, ngủ đi em ngàn thu không trở về, ngủ cho quên ranh giới biên cương, ngủ cho quên thù hận oán hờn. Anh sẽ đưa em về ai nhan, ru em vào giấc ngủ thiên thu. Bao xuyên sốt cao quá. Trời ơi, sốt quá quá. Trời, bà, chưa. Nghe tôi. Cái đoạn này em có nhớ còn ẩm lên nữa mới hay. Trời ơi, cậu ơi. Cậu làm tôi, tao nói hả, tôi hát lộn luôn. Được rồi. Nói chung á, là ông bầu. Hả? Có tương lai. Có tương lai hả? Ừ, tôi hứa tôi sẽ dìu dắt. Nhưng mà bây giờ nha, nghe tôi hỏi tên gì? Dạ, em tên Bình. Bình gì? Dạ, người ta gọi em là Bình Lãng Tử. Nghệ sĩ Bình Lãng. Trời không được. Trời đất ơi, nghệ sĩ mà Bình Lãng là không có được rồi. Không được, để coi, tôi tính coi cái giờ. Tính cái gì tên. hay đi chị. À, có rồi. Có hả chị? Nghệ sĩ Bình Trọng. Bình Trọng. Vậy là em được vô đoàn hả Bầu? Vô đoàn luôn. Chúc mừng anh. Bà con ơi, từ đây tôi theo gánh hát luôn rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức câu chuyện mang tên là Nghiệp Cầm Ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng cùng với sự trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng, nghệ sĩ Thanh Hồng và Võ Ngọc Tân. Dạ, một cái màu sắc rất là mới. Dạ, hỏi thăm chị Mỹ Hằng chút xíu nào. Giờ khán giả quen nhìn thấy hình ảnh của chị Mỹ Hằng trên sân khấu là đào thương, đào mùi, khóc,
Rồi sao tự nhiên bữa nay tự nhiên tính cách rồi mà còn hề hước dữ vậy chị? Không giấu gì em và ba với ban giám khảo với quý vị khán giả. À, tự nhiên lúc rài á, tự nhiên cái giống như nó trẻ lại hay sao á. Cho nên là thì Mỹ Hằng chỉ biết là cố gắng hết sức mình để mà giúp cho Bình Trọng được hoàn thành cái vai diễn của mình cho nó toàn vẹn và cho nó cái điểm cao trong cái đêm hôm nay. Dạ, và cái vai diễn này của chị ngày hôm nay nó cũng là một cái nét rất là mới lạ với khán giả. Khán giả không phải chỉ bất ngờ vì cái hay của Bình Trọng khi mà hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Minh Vương, mà còn rất là bất ngờ với một nghệ sĩ Mỹ Hằng rất là mới. Và hy vọng rằng trong những thời gian sắp tới thì chị Mỹ Hằng sẽ có những cái vai diễn mang những cái màu sắc mới và khác lạ như thế để mang đến cho quý vị khán giả nha. Cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hồng cùng với Võ Ngọc Tân. Dạ, cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Dạ em kính chào anh hai Minh Vương. Nói vậy chứ Thoại Mỹ chào Bình Trọng. Dạ. Bữa nay quá thân một cái vai của anh hai Minh Vương và dám kêu bằng hy sinh từ mái tóc của mình nè, rồi bộ đồ coi như là hình thể là rất là giống anh hai Minh Vương. Kịch bản thì đơn giản nhưng mà duyên dáng. Nhưng mà chị Mỹ hơi tiếc một điều là ca ít quá à, chưa có nghe đã. Nhưng mà qua cái tiết mục này thì em vẫn giữ được phong độ của em và có một cái sự tiến bộ từ hình dáng, từ cái cách ca. Lần đầu tiên diễn một kịch bản như vậy nhưng mà chị Mỹ cảm thấy em diễn rất là thoải mái, không có bị gò bó, không có gì hết trơn ha, và rất là duyên dáng. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị chào em Bình Trọng. Dạ. Nhờ cái sự khám phá, những sự khai thác của đạo diễn Nguyễn Hữu Quốc cho nên là đã làm cho em có một cái nhân vật, một cái vai rất là dễ thương. Quá thân để làm một người nghệ sĩ mình thần tượng thì em đã làm tròn rồi. Chị chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Chú Hai Minh Dương là thần tượng của anh lúc nhỏ. Thì ngày hôm nay về mặt hình thể em giống chú Hai Minh Dương, nhưng mà cách thoại á thì vẫn chưa đạt. Em nghe kỹ chú Hai Minh Dương thoại. Chú Hai Minh Dương thoại rất là tỉnh bơ. Tỉnh nhưng mà cái trong cái tỉnh đó đó mà người ta nghe rất hài. Còn ca thì em vẫn là một cái giọng ca đầy nội lực. Nhưng mà ngày hôm nay đó anh nghe em vẫn có một cái gì đó của Bình Trọng. Cái giọng của chú Hai đó, khi mà cất lên Hò Quế những cái rung nhẹ, những cái lấy hơi gió nhẹ, gọi là hơi sét nhẹ đó, rất là mùi luôn. Em mới được khoảng 92%. Ngược lại em được cộng điểm là em giống về hình thể nè, em giống về mái tóc nè, em giống về cách đi đứng nè, cũng lững thững như chú Hai trong vai này. Vì vậy cho nên anh có điểm cộng cho em về cái điều đó. Yeah. Chúc mừng em. Chúc Bình Trọng may mắn nha. Thưa quý vị, chúng ta còn một thí sinh cuối cùng và đây cũng là thí sinh mà các vị trong ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả rất là trông đợi, bởi những cái phần thi trước đây của chị luôn luôn tạo ấn tượng rất là tốt. Đó là thí sinh Bình An, chị thần tượng nghệ sĩ Diệu Hiền, và chị mang đến đây những cái vai diễn của nghệ sĩ Diệu Hiền từ những vòng trước. Và ở vòng thi này, đêm thi quyết định, chị chọn câu chuyện của người đưa đò. Và câu chuyện này sẽ được đưa lên sân khấu nghệ sĩ thần tượng với phần dự thi của thí sinh Bình An và phần trợ diễn của nghệ sĩ Hoàng Hải. Chị ở đây. Sao chị tránh mặt em, chị không cho em biết? Chị giận em sao chị? Linh à, cho chị xin lỗi. Không phải chị không muốn nhìn nhận em, mà vì chút lòng tự trọng. Em của chị đã đắm mình trong hào quang rực rỡ, còn chị thì nhớ ánh dương tàn sẽ bóng cô. Đơn
thần, chỉ không muốn là cho em phải gánh nặng nghĩa tình. Em chỉ bao năm vì em là người tên tuổi hơn người, còn chi thì chưa vui cháu giàu, nên chỉ sợ cho chính mình lắm lời chỉ nghĩ dẹp pha, rằng thấy người sang bắt hoàn làm họ chỉ sợ cả lòng chỉ bao giờ vẫn thương em vô bến vô bờ, dù không mau cố tình thăm. Sau những lần diễn xong, em còn cùng bạn bè đi uống rượu, uống rượu thâu đêm suốt sáng. Em uống thật nhiều, em uống thật nhiều. Thôi anh đi, mày giỏi lắm rồi đó. Tới giờ tao nói với mày sao Linh, cha mẹ mày đã tạo ra cái một hình hài đó, rồi bất thầy bất anh bất chị mỗi một người cho mày một cái chút nghề ở trong đó, là để cho mày phục vụ cho khán giả kìa, chứ đâu phải là tài sản của riêng mày. Mày muốn hủy diệt bao giờ mày hủy diệt? Tao đã từng ngủ với mày biết bao nhiêu lần rồi Linh. Mày đừng có tưởng là mày đã lớn rồi, tao không dám đánh mày hả? Tao đập mày ra Linh ơi. Chị, sao chị không mạnh tay giang xuống cho ra cả tình gian, để từ sâu xa trong cùng tận tâm hồn, tình chỉ nồng nàn nếm giữa tim em. Từ bấy lâu từng dạy em, cha mẹ cho ta hình hài, rồi bậc thầy, bậc anh, bậc chị, mỗi người cho ta một chút nghề ở trong đó, mình không được phép từ bỏ. Vậy thì tại sao chị lại từ bỏ hả chị? Chị đã từng bỏ hết tất cả, chị đã quên hết tất cả rồi em à. Chị nói không đúng. Nếu như chị từ bỏ, chị quên hết tất cả, vậy chị giữ đây làm gì chị? Chị nhìn đi, chị nhìn đi, đây là gì hả chị? Chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng. Ta chỉ muốn cởi cơn gió mạnh
giáo sư mà người trải qua tối làng nhà thiên quý đàn nơi đây bao kẻ thân thương đến ngày đời trong ngày chính quang kiến công mang về mang sư mang gì dân ta dân thân ngàn hiệp quý không sờn nơi đây bao kẻ thân thương đêm ngày đời mong ngày vinh quang kiến công mang về đi đi quân ta hẹn ngày táo ngộ khi nước mang đầy sạch bóng sang a lăng còn thế nữa đây là bảo vua mà chỉ còn mãi giữ có phải chủ dương si tình bởi đất kỷ giang manh Thượng tự nhà đã lệnh lớn nguyên dung đòi bệ hạ phải khai thành giao chiến. Trời ơi, đám đôi trung đập bàn trụ đầu châu kéo bánh về dân tôi. Trong khi hoàng hậu nô nương lại bỏ ta mà sớm rồi. Còn hay lắm.
chị hãy trở lại với nghề, chị hãy trở lại với sân khấu đi chị. Khán giả cần chị, lớp trẻ chúng em cần chị. Hãy tiếp lửa cho chúng em, cho những tâm hồn đắm say sân khấu đi chị. Đã mang lấy cây thân tập, không dương tơ nữa cũng nằm trong tay. Hai cung đàn hòa vang, ôi lời ca thiết tha thầm thầm cho lòng thức dậy tâm hồn ta. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Người đưa đò với phần dự thi của thí sinh Bình An. Cảm ơn Hoàng Hải rất là nhiều nha. Ngày hôm nay em đã làm rất là tốt cái vai diễn này. Em đã trợ diễn rất là đắc lực cho chị Bình An. Dạ, không biết cảm nhận cũng như là ý kiến từ các vị trong ban giám khảo như thế nào. Em xin mời ý kiến từ chị Thanh Hằng. Chị chưa ngừng được cái cảm xúc của mình. Trân quý và tôn trọng tất cả các bạn thí sinh Bình An, em đã khôn khéo để em chọn được cái tiết mục này. Nó rất là đầy đủ ý nghĩa. Người đưa đò. Có lẽ là ít nhiều khán giả cũng đã xem cái trích đoạn này ở trên mạng rất là nhiều luôn. Nhưng nghiêng về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng hôm nay lại dành hết tất cả để cho Bình An. Phải nói xuất sắc. Và anh Hoàng Song Việt anh đã viết một cái rất là sâu sắc để nói lên một người nghệ sĩ. Không cầm được nước mắt là chỉ hình dung rằng là các cô chú bậc tiền bối mình đi trước hiện tại bây giờ vì sức khỏe. Có thể có những người không thể đứng lâu được, có thể có những người ngồi xe lăn, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng muốn được đứng trên sân khấu để hát.
chị đứng lên. Cảm ơn Bình An đã đem lại một tiết mục quá truyền cảm, quá xúc động và rất là có ý nghĩa. Chị cảm ơn em rất nhiều. Bình An có thể tới gần chị một chút xíu được không? Không biết là chị Mỹ nhìn có chính xác hay không. Đây nè. Em tỉ mỉ tới mức mà em đeo cái vớ vào cái tay của cô Diệu Hiền, và cái sâu chuỗi của cô lúc nào cũng ở trên tay của cô. Chị Mỹ không ngờ em tỉ mỉ tới từng chút như vậy. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Cô Diệu Hiền cũng là một thần tượng của chị, và anh Vũ Linh cũng là một thần tượng của chị. Giống quá giống. Coi như là đêm nay là cái đêm chung kết. Chị Mỹ rất mừng, rất vui vì em đã đem hết những cái tinh hoa của cô Diệu Hiền em truyền tải lên đây hết trong cái tiết mục của em. Cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Một cái sự thông minh vô cùng để tạo nên một dấu ấn trong nghệ sĩ thần tượng. Anh chỉ góp ý nhỏ với em thôi. Tất cả những gì mà em làm trong đêm nay, chỉ biết rằng nó hoàn thiện đến mức độ là anh muốn tìm ra một cái khuyết điểm để anh nói em. Nhưng mà anh vẫn chưa tìm ra cái khuyết điểm. Cái khuyết điểm của em chỉ có là sức khỏe của em hôm nay không tốt bằng những giọng trước thôi. Vì vậy cho nên là khi em ca câu giọng cổ, nó chưa có mạnh như cô Diệu Hiền hát thôi. Nhưng mà cách nhấn nhá và cách thể hiện của cô Diệu Hiền thì em đã làm rất là tròn. Đến giờ phút này, anh rất là cảm ơn em đã chọn đúng tiết mục. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo, và xin chúc mừng chị Bình An với tiết mục dự thi ngày hôm nay đã nhận được rất là nhiều những cái lời khen tặng cũng như là cảm xúc từ phía ban giám khảo. Xin chúc mừng chị ạ. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với đêm chung kết của nghệ sĩ thần tượng. Thưa quý vị, để có được một mùa giải đầu tiên mà thành công như nghệ sĩ thần tượng thì đó là sự góp sức của rất là nhiều người. Đầu tiên, hai nhân vật tuy là không có xuất hiện trên sân khấu nhưng mà cái sự đóng góp của hai cái nhân vật này vô cùng to lớn. Xin mời soạn giả Tô Thiên Kiều, giám đốc nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, Nguyễn Quang, Bình Trọng và Bình An. Top 4 của chương trình, các bạn hoàn toàn xứng đáng. Một lần nữa cảm ơn các bạn cũng như cảm ơn tất cả các thí sinh đã đến với nghệ sĩ thần tượng mùa đầu tiên bằng tất cả tâm huyết của mình. Và đây là kết quả được sự thống nhất về mặt điểm số của ba vị trong ban giám khảo chúng ta. Chúng ta sẽ có hai giải ba, một giải Á quân và một giải quán quân. Các bạn nắm tay nhau đi nào. Chúng ta đã có một hành trình trải qua rất thú vị cùng với nhau. Để nghe tin chắc rằng sau cuộc thi này, chúng ta sẽ là những người đồng nghiệp tốt, những người bạn thân thiết của nhau. Và chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau trên cái hành trình làm nghệ thuật của chúng ta. Giải ba đầu tiên xin được chúc mừng. Thí sinh Nguyễn Quang. Và giải ba thứ hai thuộc về thí sinh Hàng Ni. Thưa quý vị, đây là hai thí sinh nhận được giải ba của chúng. Khán giả có đoán là ai không ạ? Lớn lên được không ạ? Đó là... Xin được chúc mừng thí sinh Bình An! Thưa quý vị, như vậy là thí sinh Bình An đã trở thành quán quân
của mùa giải đầu tiên Nghệ sĩ Thần Tượng năm 2022. Xin chúc mừng quán quân cho thí sinh Bình An. Quý vị khán giả, như vậy là mùa giải đầu tiên của Nghệ sĩ Thần Tượng năm 2022 xin được phép khép lại từ đây. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, những người đã yêu thương, những người đã luôn đồng hành, đã luôn ủng hộ cùng với chúng tôi trong suốt những ngày tháng vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng mùa 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đêm thi cuối cùng của vòng bán kết Nghệ sĩ Thần Tượng là một đêm bùng nổ và đầy hứa hẹn. Bà ơi, tôi là kẻ ra đi vào một mùa lá đỗ và có người thiếu phụ ôm con nhỏ lệ bên cầu. Rất là giống luôn, một tiết mục xuất sắc, chúc mừng em. Vẫn còn hai thí sinh sẽ mang đến cho chúng ta những phần trình diễn, những phần dự thi tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với các vị trong ban giám khảo. Xin được chào đón nghệ sĩ Thanh Hằng. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Và thưa các anh chị trong ban giám khảo, cái hành trình trong cái vòng bán kết này cũng đã sắp kết thúc. Sau đêm nay thì ban giám khảo sẽ phải lựa chọn ra những thí sinh, những gương mặt xuất sắc nhất. Vậy cho em hỏi thăm là đến bây giờ theo các anh chị, những gương mặt có thể bước vào vòng chung kết đã dần lộ diện chưa ạ? Tất cả thí sinh đều cố gắng nỗ lực hết cả cái sức của mình. Và chắc có lẽ là sự cân đo đong đếm cho đều nhau để công bằng nhau. Thì ban giám khảo sẽ hội thảo với nhau và sẽ phân tích với nhau. Một điều mà Long muốn nói với các bạn, đó là tại sao tôi diễn xuất sắc quá, ban giám khảo khen quá mà tại sao tôi không được lọt vào vòng chung kết. Thì mong là các bạn cũng hiểu được nỗi lòng của chúng tôi. 10 người mà chúng tôi chỉ chọn ra được có 3 thôi. Vì vậy cho nên là phải đau đáu, phải làm sao để có thể chọn ra đúng người nào mà gọi là giống nhất Thần Tượng mình. Vậy cho nên là mong mọi người thông cảm cho tôi sẽ một chút nữa, sau chương trình này rồi tôi sẽ vào, tôi sẽ gặp tổ đạo diễn, tôi sẽ gặp bằng tổ chức năn nỉ làm sao cho thêm một hai người nữa. Vậy đi. Thật ra trong cuộc thi này á, đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này thì trong ban giám khảo này rất là khó xử, tại vì bạn nào cũng giỏi, bạn nào cũng hay, bạn nào cũng tài năng và có cái riêng của mình. Chị Mỹ thương chúc tất cả mọi người, có gì thì cũng đừng buồn nha, thì phải cố gắng đeo đuổi cái niềm đam mê của mình để cho mình trở thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và trước mắt là mình sẽ làm vui lòng cái người nghệ sĩ mà mình đã thần tượng, vì mình đã đem nhân vật của thần tượng của mình lên sân khấu để mình thi. Thì mong rằng các bạn hãy cố gắng nha, hãy cháy hết với cái niềm đam mê của mình nha. Dạ, xin cảm ơn chị Tờ Mỹ. Hy vọng rằng với những cái lời mà hứa hẹn của anh Long với ban tổ chức và ban đạo diễn nữa, thì biết đâu mình sẽ có nhiều hơn 3 bạn góp mặt trong vòng chung kết thì sao nha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Và thưa quý vị, và trước khi bắt đầu với những phần thi đêm nay, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón ban nhạc Duy Kim. Quý vị, mở đầu cho đêm thi hôm nay là một câu chuyện tình rất là đẹp nhưng mà cũng đầy ngang trái. Chuyện tình yêu giữa Lý Kim Tùng và Phi Yến. Họ vốn là một đôi vợ chồng và có với nhau một mặt con, nhưng mà sau đó thì người chồng phải tòng quân lên đường để bảo vệ đất nước. Thì sau đó có rất là nhiều những cái sự biến xảy ra để họ phải chia cắt. Khi gặp lại nhau, họ là trong tình huống dở khóc dở cười vợ mình con người ta. Và đó là nội dung của vở cải lương nửa bản tình ca. Và ngay sau đây, trích đoạn của vở cải lương này sẽ được thể hiện trên sân khấu với phần thể hiện của thí sinh Bình Trọng cùng với người trợ diễn là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi.
em cùng anh đón gió chiều thoáng đưa tâm tình trao những tiếng ca mộng mơ. Về đây cho lòng reo khúc hoan ca, về đây đây cho trái tim hiền hòa. Kìa trong lá rơi đầy sâu, đẹp như bức tranh nhiệm màu. Lặng nghe sóng reo mặt sông, đẹp như khúc ca tình đầu. Kiều Phiên em ơi, khi đất nước mịt mờ khói lửa, anh phải lo cứu lấy vàng sang. Em yên lòng trở lại Thiết Giang và đón đợi ngày vui tay ngộ. Nếu chàng phải ra đi vào mùa lá đổ, thì mãi mãi em sẽ là kẻ đôi chàng bên cầu tay bé con thơ. Cam cánh nhọc nhằn và chịu nỗi cô đơn, y như nghĩ thật đáng thương khi cắt lìa tình. Xa con năm tháng môi mòn, nhớ thương nghĩ đến đau lòng. Buồn con yên giấc ngủ đông, mà lòng già xốn xang. Chiến tranh rộn ràng, tiền người ra chiến trận, nhất cư bất phục hoàng, đâu xa gì nguy nan. Khép cửa phòng quy chờ người trở lại, bao tháng dài quanh quẻ đơn côi. Sáng tư trong điểm ngày chia phôi. Phiên, Kim Tùng, Kim Tùng, Phiên, đã đến giờ anh phải lên đường. Em và con hãy ở lại bảo trọng và chờ ngày anh trở lại. Lạc đà rừng thu rụng lá vàng, ngựa hồng vui bước nẻo quang sang. Cười lên em nhé, giờ tiếng miệt nghe. Đừng để mi sầu lệ chứa chan. Phi, anh đi.
biến. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi. Ta bây giờ là một tên sa phu nghèo khổ, còn vợ con ta không, nàng bây giờ là vợ của Lữ Thanh Huy, còn con ta cũng gọi người là thân phụ. Trăng sắp tàn mình còn mong ai, nghe dễ than gieo niềm u hoài. Từ khi chinh chiến cách xa, để bao thương nhớ xót xa, mấy thu qua chưa tương phùng. Kìa, sa phu, chẳng lẽ quân hầu không báo lại với ông là phu quân tôi không muốn con của mình gần gũi với tên sa phu bần tiện sao? Tên sa phu bần tiện? Ôi, nghĩ chán ngán trò đời dâu bề, lòng thế nhân nay đổi mây dời. Chưa ân tình như nước chảy trôi xuôi, đã chôn lấp trong bụi mờ quang. Thưa bà có biết tên bần tiện này là ai không? Ông đây là bà. Là kẻ ra đi vào một mùa lá đỗ, và có người thiếu phụ ôm con nhỏ lệ bên cầu. Ông chính là... Tôi là nạn nhân của một cuộc giật đổi sao trời. Khi tôi đã về đây thì vợ tôi thuộc về kẻ khác, còn tôi sợ đứa con vô tội bất hạnh khổ đau khi nó biết được người mẹ tròn kính tròn yêu lại là một người lang thang đất nết. Trời ơi, lang thang đất nết à? Nhìn con. Dạ đúng như thế thưa bà. Vì tâm hồn đứa trẻ thơ trong sáng như là viên ngọc minh, thì tôi tình chi chuốc lấy sự đau buồn. Thế nên dù nhớ thương, tôi chỉ biết để được nhìn bóng dáng thân yêu ẩn hiện sau bức rèm thương. Bà ơi, cơn từng cơn từ lầu cao vọng ra tiếng cười quen thuộc như xé nát tâm can. Tôi chạnh lòng chua xót cho cánh gần nhau đau đớn. Tôi không đủ can đảm để làm gãy đổ sự yên vui. Không phải tôi nhẫn tâm với bà, nhưng đã lỡ rồi, ta phải đành với số kiếp. Số kiếp? Trời ơi, số
mến gì mà gây lắm đau thương. Chỉ có kẻ đàn ông như Kim Tùng mới có đủ tâm can coi em như người xa lạ. Chớ còn riêng em dấu dằn gì hạnh phúc con thơ mà ngước dòng làm sao em quên được bản tình ca. Em tiễn đưa anh ngày chinh chiến ở năm nào. Thuyền tình đã lỡ chuyến rồi, con đò nằm trước có người khác đưa. Tiếp chi bến cũ đò xưa, gây thêm giông bão gió mưa ngập trời. Thôi xin giả biệt Quang, hãy Quang Ly Kim Tùng ơi. Thôi tôi xin bà hãy nén đau vì tương lai hạnh phúc của đứa con còn thơ ấu. Thì ta phải cam đành hai nhà chia tay. Nhưng đã tóc đắng hoa theo lá ven sông, em trông đợi mối mòn rồi ai xui gặp gỡ. Để cho con được sống giữa ngàn hoa nhung lụa, tôi xin bà hãy thu hết kim gan. Do vì con bao khổ đau em trăm điều, nhưng làm sao em chẳng vừa đau lòng. Lúc chia tay không hẹn chỗ đời đã lật qua trang giấy, ba ai bằng lòng với cuộc sống ấm êm. Giá từ ba tôi lại đi trong cát bụi, tình nghĩa ngày xưa đành chôn dưới lớp bụi đưa. Thưa
quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn nửa bản tình ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng và phần trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi. Một lần nữa cảm ơn Ngọc Đợi đã đến với chương trình nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, xin mời ý kiến từ ban giám khảo với phần thi vừa rồi. Xin mời chị Thanh Hằng ạ. Các em đã đem đến cho cái sân khấu nghệ sĩ thần tượng này phải nói là một cái tiết mục rất là, phải nói không biết nói gì hơn là chỉ ngồi để mà ngắm nhìn các bạn, lắng tai nghe các bạn hát, các bạn ca. Em diễn rất là điềm đạm, mà khi em nghe cất tiếng ca của em lên rồi và em những cái bước chân đi, những cái cách cúi đầu của em đi, những cái nhịp nhàng em đã sắp chữ, không có khác anh Hai Minh Dương chút xíu nào ở trên trời. Em làm rất là tốt, chị chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời ý kiến từ nghệ sĩ Thoại Mỹ. Chào Bình Trọng. Câu nói đầu tiên của chị Mỹ là chị Mỹ cộng thêm điểm cho em là bữa nay theo lời góp ý của anh Long ở những vòng thi trước, hôm nay em để mái tóc của anh Minh Dương. Rất là dễ thương. Cái điều thứ hai nữa đó là sao mà em ca giống dữ vậy. Cái này đúng là thần tượng luôn nè. Chẳng những em bắt chước mà cái âm của em cũng đã giống rồi. Và hôm nay phải nói là em đem lại một tiết mục vừa đã về phần mắt và vừa đã tai nữa, rất là giống anh Minh Dương, rất là giống luôn, một tiết mục xuất sắc. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Anh rất là ngưỡng mộ em là vì em có một cái chất giọng giống như chú Hai Minh Dương gần là 90% rồi. Cái trong cái vở này đó, nếu mà em nghe cho kỹ đi, khi mà chú Hai Minh Dương bắn lên là bắn tới mây luôn. Hồi nãy có một cái đoạn ca Phụng Hoàng, em bắn cái câu mà cuối á, em bắn chưa tới. Nếu là em nghe kỹ chú Hai Minh Dương bắn cái chữ đó, em ca lại giùm anh cái chữ đó coi. Ngã... chữ ngã đó phải chữ... lên thêm, nhóng thêm cái nữa. Hay ngã chị đó, ơi, đó mới đúng cái đó. Chữ đó mới là chữ của chú Hai Minh Dương. Nhưng mà đối với em như vậy là quá tuyệt vời. Nhưng mà mấy cái rung với lại chữ dấu quyền của Trọng á rất là giống luôn. Tại nhất là cái dấu á, cái nhịp á thuộc về em lọt chữ sông Lan chứ chữ về nó chỗ nó giống y chang. Coi như nhịp nhàng em đi phiêu giống như là anh Hai Minh Dương vậy đó. Cái âm đã giống rồi thì mình ca nó đã, cái rung nó là chắc chắn phải giống rồi đó. Chúc mừng em đã thành công. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng Bình Trọng với phần thi vừa rồi. Trọng ơi. Dạ. Xuất sắc 10 điểm. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình nghệ sĩ thần tượng năm nay, đó là Trọng Nhân. Trọng Nhân thần tượng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và ở những vòng thi trước với những trích đoạn, những vai diễn của nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã gây được ấn tượng cho ban giám khảo cũng như quý vị khán giả. Và hôm nay sẽ là một vai diễn đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất rất là khó dành cho Trọng Nhân, đó là vai diễn Ngô Phù Sai trong trích đoạn của vở Giang Sơn Mỹ Nhân. Khi hóa thân thành nghệ sĩ Vũ Linh trong vai diễn này thì Trọng Nhân sẽ thể hiện như thế nào? Chúng ta cùng chờ xem trích đoạn Giang Sơn Mỹ Nhân với phần dự thi của Trọng Nhân cùng sự trợ diễn của nghệ sĩ Bảo Ngọc và Minh Tiến. À thương đại dương. À thương đại dương. Ưa hồn mơ chốn thiên thai, thêm cung quan tương ngộ hằng ngà, chàng hoa tuyệt trắng đẹp sao giống dáng đồng ngà, đang đẹp quá xinh đẹp cửa trắng đồng, thêm trong gian quốc phi thương nào dám sanh bên nàng che chở nâng niu,
A Khương, Đại Vương, nàng hãy nhìn xem. Ồ, một con chim bé nhỏ, mắt long lanh trong suốt dễ thương. Đại Vương tặng nó cho thiếp nghe Đại Vương. Tặng cho nàng à? Dạ. Con chim bé nhỏ này có đôi mắt rất dễ thương, nhưng nó có cái tên thật là thương cảm. Nó tên là gì vậy Đại Vương? Nó tên là Xin Đừng Quên Tôi. Xin đừng quên tôi. Cái tên dễ mà ngộ vậy. Phải. Xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một nàng con gái. Kẻ ở đầu sóng người tương gian cuối, nhờ sự rủi dung của dài ngân hà. Tôi hồn cùng qua muôn đời ta có nhau. Tây Thi ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tim yêu rực sáng. Kề bên ngô hoàng giữa nơi cung vàng, vui say cánh tàn nguyện ương liền canh mai đào liền canh trọn đời không. Ta nhìn thêm ngất ngây, xây bao lâu đài, đuổi bao nhiêu thành, Ngô Dương không từ chối. Sương rơi, thiếp nghe hơi lạnh. Vậy ta sẽ mặc hoàng bào cho A Khương. Đội ơn Đại Vương. Trời đêm giá lạnh, hà y trăm trao ai cạnh hoàng âm trong vòng tay. Đời ta có nàng, dù cho bao tháng năm chiến trình, dùng mã thương ngày đêm trận tiền, trải bao gian khổ nguy nàng. Mơ thì kiếm thiếp chân rượu đào, tổ nhạc khúc giai quay muôn sầu, nhiên nhàng lòng sung ân thế A Khương, lý chung trọn kiếp muôn đời. Ai khách mượn ta vui trọn ước mơ. Trời đêm giá lạnh, vòng tay mơ trong sưởi cho hồn ấm trong mùa đông. Kề bên thánh hoàng
bước ai khắc vào tiếng trầm bổng tinh tan tan tình đêm nay được quân ca chợt núi hơn khắp nơi ánh sáng chan hòa có đôi khuyên hương trao tình đắm say đêm nay được hương quân ca chợt núi hơn khắp nơi ánh sáng chan hòa có đôi khuyên hương trao tình đắm say. Dạ, ta hỏi chuyện gì? Dạ, dạ muôn tâu, Ngũ Tướng Quốc đã tự sát rồi. Để rồi chia biệt
quốc đã bại giống về Việt Dương câu tiễn ta thẹn với tiên dương cùng liệt tương phố anh hùng. Đoan trước thế cờ giang mà câu tiễn tuy lùng, tương quốc khuyên ta, ta cuộc đông bác bỏ tình tưởng kẻ thù như thỏ nhỏ hiền ngoan. A Cương hỡi tướng nàng số phận hồng nhan, mau nước giặc quan sang cách xa phường bào ác. Ân tình của A Cương xin chờ nhau kiếp khác, trong giây lát nữa thôi mạng bạc đến giới ngô hoàng. Sao ngày qua xem thường lòng chung thủy qua Cương, dầu tham trang đoán trường nguyên ương cùng chung cảnh, gặp phải giáng nguy đồng chung thấy nơi nguyệt lành, cho trọn phu tùng danh tiết chẳng mơ phai. À, ở đây buồn say ngô quốc đã thuộc về tay Việt quốc, hải quy hà mạng sống sẽ vẹn toàn không. Một danh tướng như ta không thể đầu hàng quân phản quốc, phản lại nơi xa trường ta là người chiến bại, nhưng giữa trận tình ta là kẻ chiến thắng nhà ngươi. Phụng tiên đế tha tội cho con, tướng quốc phủi lòng hơn chờ cùng sai theo giới. Đại vương, nghĩa can thường muôn thuở dẫn miên trường, sống độc tịch độc sạc, nếu có thác độc quan độc quách, A Cương nguyện bên phù sai mãi mãi. Ngồi dưới coi cảm thấy hay quá. Và rất là hay, rất là xúc động với cái phần trình diễn vừa rồi. Mặc dù chỉ có hai nghệ sĩ trên sân khấu thôi, hai bạn đã có một cái phần trình diễn rất là tuyệt vời. Trước tiên là cảm ơn Bảo Ngọc nha. Cảm ơn Bảo Ngọc đã đến với chương trình và hỗ trợ cho Trọng Nhân. Khi mà xem tiết mục này thì Đại Nghĩa thấy rằng là ban giám khảo cũng rất là xúc động. Dạ, xin được hỏi cảm xúc của chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Cô Mỹ khen con là con nhỏ tuổi nhất trong chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này mà con dám thể hiện một cái vai rất nặng ký của cậu Năm Vũ Linh. Cái vai này đó, cậu Năm đã để lại trong lòng khán giả rất là sâu đậm. Con ca đó thì con chưa có cái âm giống cậu Năm nhiều, nhưng mà con xử lý chữ đó có nhiều chữ là giống cậu Năm. Dạ. Và con diễn cái thần thái đó thì cô Mỹ thấy con có nhìn quan sát kỹ cậu Năm, cho nên con bắt chước những cái thần thái, những cái chữ giống như là câu xuống dòng cổ, là cái rung và cái chữ ngân á giống cậu Năm lắm. Tuy là hôm nay con xử lý những cái chữ đó nó gần giống thôi chứ nó chưa tuyệt đối giống, nhưng mà cô Mỹ khen con cái thần thái và cái sắc vóc của con để con thể hiện cái vai này. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có thể cố gắng dùng những cái chữ, những cái luyến lấy để giống ông Năm, tại vì con thần tượng ông Năm Vũ Linh mà, đúng không? Dạ. Nhưng con cái rằng là cái âm giọng của con cũng như cô Thoại Mỹ nói vẫn là của Trọng Nhân. Con có đặc biệt cái riêng của Trọng Nhân. Cái vai diễn này bây giờ nó đã là Trọng Nhân, cô cảm thấy rằng là đây là con phải dành riêng cho con, để cho con có một cái sắc thái riêng của con. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đó là những chia sẻ từ giám khảo Thanh Hằng. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Chú khen con là con diễn vai này đối với con trong mắt của chú quá xuất sắc. Con cảm ơn chú.
Nhưng để nói rằng con giống ông Năm hay không á, thì bây giờ chú mới phân tích cho con nghe. Trong cái vai diễn này chỉ có một mình ông Năm Vũ Linh mới thể hiện được cái thần thái của Ngô Phù Sai. Giọng con thì nó có cái sự vang, giọng mũi của con nhiều hơn giọng của ông Năm. Tại vì con mới 17 tuổi à, nữa là con chưa có đủ cái kinh nghiệm dày dạn để con có thể thoại khi mà con ca những bài bản mà ông Năm đã ca. Chú góp ý để con lấy cái đó làm kinh nghiệm. Dạ. Để sau này khi con lên sân khấu con hát những cái vai nó hùng tráng như vậy và nó có một cái quai phong như vậy thì không thể nào con nói bằng cái âm nó được. Con để ý ông Năm đó. Phạm Lại, Ngô Sát Trường, ta là người chiến bại, nhưng giữa trận tinh ta là cái thắng là người. Nó khác. Còn nãy con nói nó bị nhão lắm. Ông Nông dùm cái hơi ruột đó, con hiểu không? Thì đó là những cái mà khi mà đóng một cái vai như vậy là mình phải phát âm khác. Chú chị chúc cho con sẽ thành công ha. Cảm ơn dạ. Chú xin cảm ơn ban giám khảo à. Chúc mừng Trọng Nhân với tiết mục vừa rồi. Dạ, con cảm ơn chú Đại Nghĩa. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua 10 phần thi của các thí sinh qua 4 đêm thi bán kết. Và bây giờ sẽ là cái phần dành cho ban giám khảo đây. Ban giám khảo bây giờ sẽ rất áp lực khi phải lựa chọn trong số 10 thí sinh này những gương mặt xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ lại 10 thí sinh của vòng bán kết. Nghệ sĩ thần tượng xin mời. Thưa quý vị, đó chính là Trọng Nhân, Bình An, Hàng Ni, chị Phương Huệ, Nguyễn Phước, Bình Trọng, Sơn Tùng, Nguyễn Quang, Nhật Anh Dương và Thái Điền. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn đã làm nên cho mùa nghệ sĩ thần tượng đầu tiên của chúng ta thành công, được rất nhiều quý vị khán giả quan tâm và yêu mến. Và bây giờ biết rằng sẽ là rất hồi hộp khi chúng ta phải lắng nghe kết quả từ phía ban giám khảo. Nhưng mà như Đại Nghĩa cũng đã chia sẻ thì các bạn cũng sẽ phải thông cảm cho các vị giám khảo của chúng ta rất khó khăn để có thể lựa chọn. Không biết rằng hôm nay ba anh chị ai sẽ là gương mặt vàng được gửi gắm công bố kết quả ạ? Chị Hằng nha. Trời, cái gương mặt nũng nịu cưng chưa kìa. Và kèm với đó là cái lắc đầu từ chối. Chị Mỹ vậy? Dạ không, đau lòng lắm. Trời ơi, nói cái giọng đào đó thì làm sao mà ai có thể mà ép chị làm cái vai ác là được phải không ạ? Ủa, hai người này từ chối. Anh Long ơi, bây giờ chị Hằng thì nũng nịu kiểu đó, chị Mỹ thì nói cái giọng đào thương kiểu đó, thì làm sao mà em có thể từ chối được? Chỉ còn có một mình anh thôi anh Long ạ. Thôi thì vai ác cứ để tôi đóng. Đối với tôi, ai cũng xứng đáng hết. Như tiêu chí của chương trình chỉ có 3 thôi. Người đầu tiên, 3 chị em chúng tôi đã quyết định bước vào vòng chung kết. Xin chúc mừng. Người thứ hai, chúc mừng Bình An. Người thứ ba mà ba chị em chúng tôi đã quyết định, xin được chúc mừng Nguyễn Quang. Đây là ba người mà ba chị em chúng tôi đã cân nhắc và cuối cùng đã đưa đến quyết định là đưa vào vòng chung kết. Nhưng nãy tôi có nói là tôi sẽ cố gắng, tôi năn nỉ ban tổ chức để xin thêm. Nhưng chúng tôi chỉ xin được một vé nữa thôi. Người cuối cùng để bước vào vòng chung kết, xin chúc mừng Hàn Đi. Thưa quý vị, như vậy là ban giám khảo đã quyết định lựa chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất của vòng bán kết để bước vào vòng chung kết. Đó chính là Hàn Đi, Nguyễn Quang, Bình An và Bình Trọng. Xin chúc mừng các bạn. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những thí sinh còn lại. Các bạn cũng đã rất tuyệt vời, đã mang đến những màu sắc không thể nào quên cho chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng mùa đầu tiên. Và chúc cho các bạn sẽ có những sự thành công trên bước đường sự nghiệp của mình.
Ở vòng bán kết tuần này, các thí sinh sẽ tiếp tục mang đến những tiết mục hấp dẫn và thú vị cho sân khấu nghệ sĩ thần tượng. Bạch Mã Sơn đang chờ giờ hôn lễ, đừng lưu luyến làm chi để rồi cũng phải chịu chia lìa. Giống đó, nhiều hơn trò mà nó giống nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Theo dõi lâu ngày bằng chân nắm trong tay, vậy mà ông ngại dài cái coi. Ca ba bài, ba câu vô phải nói nghe nó đã làm sao đâu á. Chị cảm ơn em. Giá như mà em ca dây xề thì bữa nay em sẽ lôi cuốn được cái tiết mục của em nhiều hơn. Anh cũng mong rằng em phải tự tin ở bản thân của mình thì em sẽ giống thần tượng mình chuẩn hơn. Liệu những màn hóa thân đặc biệt trong tập này sẽ mang đến điều bất ngờ gì? Bây giờ hãy cùng chào đón sự xuất hiện của người dẫn chương trình, MC Đại Nghĩa. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, hôm nay là đêm bán kết thứ 3 và chúng ta sẽ lại tiếp tục xem coi các thí sinh của chúng ta hóa thân thành những thần tượng, những nhân vật mà họ yêu thích như thế nào. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ban giám khảo. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Hai anh chị là có hẹn không? Mà sao bận đồ mà nó mismatch với nhau, nó hợp lý quá trời luôn. Dạ hôm nay lễ ra mắt. Ra mắt đàn trai đàn gái luôn không anh? Dạ đúng rồi. Dạ cô dâu chú rể ở đây rồi, còn bà mai bà mối hay bà má chồng bắt bà... cái gì vậy? Cái gì vậy? Má đây nè. Má má tới bà má vợ má vợ. Dạ sẽ mời bà má vợ Thanh Hằng. À dạ con chào má. Má trời ơi, tự nhiên đổi lên tiếng má. Ủa vậy ai tự nhiên kêu lên má nè má con? Đây con, tại vì nó đúng trong cái câu chuyện mà nãy giờ tụi em nói bên ngoài này. Trời cho nên chịu đi theo em vậy. Em chỉ thôi đang thắc mắc thôi. Ủa cô dâu chú rể ở đây rồi, bà mai bà mối má chồng má vợ đâu? Hoặc ít nhất sau đó em sẽ mồi một câu à, không biết bà chị vợ ở đâu ta. À vậy á. Giờ vô làm lại. Hết giờ chị ơi. Không sao trơn trọi, bây giờ dù là cái vai trò gì đi chăng nữa thì chị xuất hiện, chị đứng ngay giữa, chị vẫn nổi nhất, cái bông của chị bự nhất. Quá trời. Đặc biệt nhất ra em ha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Xin mời các anh chị về vị trí của mình ạ. Và để mở đầu cho đêm nay thì chúng ta sẽ phải dành một lời cảm ơn chân thành đến với những người góp phần không nhỏ để nâng cho bài thi của các bạn lên một cái tầm cao hơn. Một tràng pháo tay dành cho ban nhạc Duy Kim. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh đầu tiên. Thí sinh này sẽ mang đến chúng ta một trích đoạn trong vở cải lương rất nổi tiếng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn. Câu chuyện éo le tình cảm gây cấn ly kỳ này sẽ được diễn ra trên sân khấu với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Quang cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ Tô Tiểu Long và Hoài Nhung. Như có tiếng bước chân của ai. Có phải là Vũ Ca? Có phải là Vũ Ca đó không? Đúng rồi, chính là Hồ Vũ đại ca. Kìa, tại sao đôi mắt của Lâu Cô Nương, Tại sao thế này? Vì bọn thần Long Giáo dùng sát hương phấn ám hại. Trời, Vũ Ca, em nghe tiếng Vũ Ca. Hình như Vũ Ca đang bị trọng thương. Không, không, tôi đã phá tan sập nguyệt bổ thần Long Giáo, dối giả về đây để tiễn bước Loan cô nương và các công tử về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ. Về Bạch Mã Sơn
Làm sao mà về Bạch Mã Sơn với đôi mắt đã bị mù? Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa, giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng. Nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thăm tươi hơn. Bạc đen không làm theo môi hồng, trên chuyến đò sang sông cô nương vui đào vợ chồng. Cô nương không cần chờ mong thu, không em sẽ nghe chừng điệu láo khô rồi và thu đã về rồi. Và dòng ve sầu đi non là trời đã chuyển mình vào hạ, gió bất lạnh lùng là đã bước sang đông, chim muôn rụng đã trên trăng nhìn đuổi đời. Em sẽ nhìn mặt kỷ niệm, anh sẽ tìm một chánh ly trải giữa tâm tình cho mắt em được bình thường để nhìn đời vui hơn. Tôi vẫn còn đấy sừng sững như loài cổ thụ, tôi vẫn còn đây để bảo vệ cuộc hôn nhân. Và tôi vẫn bình yên chấm kiếm đứng đây với lời tuyên thệ là sẽ bảo vệ di vật của Phùng lão nhân gia cho đến hơi thở sau cùng. Và tôi quyết tâm tới Bạch Mã Sơn mới chắc được an toàn. Trạc công tử, xin hãy đưa Loan cô nương về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ. Vũ ca, Vũ ca có sao không? Vũ ca, đi mau đi Vũ ca. Vũ ca, Vũ ca. Nhìn từng mùa thu rơi, lá khô rắc rơi lệ vàng, từng giọt sầu rơi rơi lắng nghe xót xa nghẹn ngào. Lòng ngậm ngùi thương tiếc nghe gió lộng ngoài hè, lạc loài từng cánh chim trời xa. Người ngoài ngàn dặm xa có nghe khô lệ vàng, lòng buồn ngồi khóc tha thóc thương nhớ thương một người. Người ngoài ngàn dặm xa như cánh nhạn mịt mù,
gió sương. Có nghe ngầm sâu đoàn cô đương vũ ca. Tôi vẫn bình an vậy xin các công tử hãy sớm ra đi, vì Bạch Mã Sơn đang chờ giờ hôn lễ. Đừng lưu luyến làm chi để rồi cũng phải chịu chia lìa. Chủ công, đời đã định chúng ta không cùng chung bước đi về, thề xin cứ nặng lòng bận biểu, nên nhớ rằng bèo ốp là để ly tan. Trong cuộc hôn nhân của các công tử với cô nương, tôi tiếc không được giữ mừng chung rồi, vậy xin kính chúc hai người bên duyên dai nồng, bên những thương yêu và đi mau đi Vũ ca. Con Vũ huynh, tôi không sao cả, tôi sắp phải đi xa xa lắm, vậy xin các công tử hãy thương yêu và bảo vệ Phùng Cấm Loan. Lời nghe ngào, tôi không có gì chúc mừng hôn nhân ngoài mối tình thâm, xin gửi hết lại nơi đây. Trong giờ phút kia xa từ hôm nay và mãi đến trọn cuộc đời. Dù cao từng nói mệt nhọc mà lòng em như quất nghẹn, phải chăng mình sắp chính biết nhau rồi? Còn đây là chiếc áo tôi xin đắp cho Vũ Vinh, đường về còn lại đây chung kỷ niệm của hôm nào. Xin đa tạ lòng thương thương Vũ huynh, trước mắt tôi sao mờ mịt. Vũ ca, Loan cô nương ơi, ta sắp vĩnh biệt nhau. Không, xin đừng bị thương tiếc mà làm tan vỡ tương lai và hạnh phúc ở ngày mai. Không, Vũ huynh, Vũ huynh, chàng công tử. Vũ ca, huynh có sao không? Trạc công tử, xin hãy bảo vệ Loan cô nương về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ. Vũ huynh, tôi không sao đâu, đi đi, đi mau đi. Vũ ca, Loan sư muội, mình đi thôi, đi thôi Loan sư muội. Vũ ca, Vũ Cẩm Loan. Rồi từng mùa thu đi lá
cô vẫn rơi rung nhiều. Lòng chợt buồn bâng khuâng bỗng dưng nhớ thương một người. Người ngoài ngàn dặm xa như cánh vàng mịt mù, người ngoài dầm gió sương có nghe ngậm sầu. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn trong vở Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Quang khi hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh cùng với sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Tô Tiểu Long và Hoài Nhung. Kính thưa ban giám khảo, không biết anh chị nhận xét thế nào về phần dự thi này của Nguyễn Quang? Dạ, xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Trước đó là nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn đã phá cách khi mà hát câu giọng cổ nhiều chữ. Thế hệ sau là cái người mà đi tiên phuông ca hơi dài đó là anh Hai Minh Cảnh. Trong một trích đoạn ngắn như vậy thôi mà ba cách vào thể hiện một cái làn hơi phong phú dài. Ngày hôm nay thì không biết là sức khỏe của Quang như thế nào. Kim Tử Long thấy là Nguyễn Quang hát không có được khỏe như những dòng trước. Hôm nay Nguyễn Quang lại ca dây thường nữa. Dạ, cái này sư phụ ca dây thường nên em cũng ca theo dây thường luôn. Nên nhớ một điều là dạ, sư phụ ca là sư phụ ca trong băng, ca quay. Nhưng mà ở ngoài sân khấu mà để mà mình ca cái dây thường như vậy á, nó làm cho Nguyễn Quang không sáng giọng. Nếu như ngày hôm nay Nguyễn Quang ca dây xề thì Long nghĩ là nó sẽ sáng hơn và giọng sẽ ngọt ngào hơn. Dạ, nếu như vậy thì bây giờ mình thử được không anh Long? Được chứ. Dạ. Vậy thì cùng với câu đó mình thử ca lại theo cái dây mà anh Long đề nghị nha. Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa, giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng. Nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thắm tươi hơn. Là giống đó, nhiều hơn trời đó. Mà nó giống nhiều hơn giống nữa đó. Nhiều hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Bữa nay là một cái dốc dáng này, một anh kép đứng trên sân khấu rất là đẹp. Rất tiếc rằng là ca dây kép thường cho nên nó không có được sáng. Nhưng mà nếu là nói về ca mà diễn trong ca thì có thể rằng là chăm chút trong đó được. Tô Tiểu Long và Hoài Nhung đã hỗ trợ cho em rất tốt. Hai em đã làm cho em nổi bật cái vai của em lên đi. Ca ba bài, ba câu vô phải nói nghe nó đã làm sao đâu á. Chị cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Và xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Cái phần ca đó thì chị Mỹ hơi tiếc cho Quang một chút xíu, cũng như anh chị đã nói đó. Giá như mà em ca dây xề thì bữa nay em sẽ lôi cuốn được cái tiết mục của em nhiều hơn. Em bị thấp á, có những chữ chị Mỹ không nghe được. Chị Mỹ biết là chú Hai có ca bỏ nhỏ nhưng mà cái dây nó thấp, em xuống trầm á không nghe được. Nó rất uổng, nhưng mà đâu đó thì em cũng đã hoàn thành một cái vai rất là chỉnh chu. Dạ, xin cảm ơn các vị trong ban giám khảo ạ. Và hy vọng rằng nếu như mà mình có cơ hội mình đi tiếp á, mình hãy chú ý dù là nhỏ nhất những cái tiểu tiết mà ban giám khảo nhắc mình để mình làm tốt hơn Quang nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng Nguyễn Quang. Dạ thưa quý vị, trong sân khấu cải lương ngoài những cái vở tuồng cổ đặc sắc thì chúng ta còn có những cái vở mang màu sắc xã hội cũng đặc sắc không kém. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần ca cảnh Cái Bóng Bên Chồng. Và khi nhắc đến ca cảnh này, chúng ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ trong vai người vợ Đinh Thị Thi. Và ngay bây giờ, trên sân khấu, nghệ sĩ Thần Tường sẽ tái hiện lại ca cảnh này với phần dự thi của thí sinh Nhật Anh Dương cùng với sự trợ diễn của nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng. Ông Quỳnh Ngọc Ẩn ơi, là ông Quỳnh Ngọc Ẩn. Cái gì vậy bà Đinh Thị Thi? Ông đi đâu vậy? Thì tôi đi Ông đừng có nói với tôi là ông đi họp đi nghe. Chứ còn gì nữa. Cái gì? Giờ này đâu có giờ làm việc mà ông đi họp. Thì giám đốc kêu mình họp giờ nào mình họp giờ nấy, bà hỏi lạ quá. Nè, tôi nói cho ông biết nè. Cái gì? Tôi biết hết trơn, ông đừng có chối quăng. Trời ông ơi. Ông đi bia ôm với ông thì ông quà. Ông đi gặp mấy con và mong đó. Tập là có phải vậy không? Công việc bù đầu
phải đi sớm về khuya, đáng lẽ ra bà phải thông cảm cho tôi. Học đòi làm chi ba cái thói ghen hờn, xào xáo gia đình rồi thiên hạ cười chê. Tôi biết rồi. Biết cái gì? Ông thì công việc bù đầu, cho nên lúc nào ông cũng nói với tôi là ông đi họp. Thì tôi đi họp thì tôi nói đi họp chứ bà mắc cười không? Họp hết ban đêm rồi họp luôn tới sáng. Thì tại kêu giờ nào tôi đi họp giờ nấy. Chỉ vì ông có thật thương người. Cái này nói đúng nè. Họp ban ngày chưa đủ, ông họp cả ban đêm phải không? Cái gì vậy? Tại bà nghi ngờ nên bà nói vậy thôi. Chứ tôi là người đàn ông màu mực nhất công ty. Thôi thôi, mấy ông đèo bồng nên cái miệng nói dẻo đeo hà. Chuyên dùng lời ngon ngọt đi gạt lừa con dơi giờ. Trời ơi. Theo dõi lâu ngày bằng chân nắm trong tay. Vậy mà ông cãi dài cãi coi. Trời ơi, tôi tức quá đi mà. Nè, đừng có chối cãi cho bằng chứng nè, cầm đi. Cái gì vậy? Trời ơi, quá đơn hồn bơi mà. Ơi, ông đi tắm, ở nhà có hồn không, không tắm. Thì thằng Trí và thằng Hoàng nó kêu tôi lại đi học bơi, học lội. Ủa, tôi có cái điểm đi học bơi à? Thì phải đi vậy để mai mốt tôi xin ông vui chứ. Thôi, chứ phải vô nó gặp mấy nhỏ đó hả? Coi chừng nó làm lớn, nó nghe mình không ở. Trời ơi, có gì đâu mà làm lớn chuyện. Chế rồi xấu mặt ông chồng. Sợ xấu mặt thì thay thiệt đi. Thiệt với bà á. Chuyện này là do nơi thằng Trí với thằng Hoàng. Nhiều lần nó biểu tôi là phải đi học bơi học lội. Tới chừng tới hồ bơi rồi thì trời ơi, tôi mới tá quả tâm tinh. Sao tá quả tâm tinh? Con gái gì mà nó đẹp khắp một hồ bơi. Đứa lôi đứa kéo nó làm ngọt thơ. Chớ vợ đẹp như vậy thì lòng tôi đâu nỡ. Mèo mỡ gà đồng mèo mã lăn nhăn. Thôi, ông đừng có chối cãi nữa. Tôi nói thiệt cho ông đừng có nói dông dài nữa. Bây giờ tôi nói thiệt cho ông cái gì tôi cũng biết. Trong cái chuyện gì của ông tôi biết hết tất cả. Bà biết cái gì? Mà sao bà biết? Tôi coi bói. Thấy không? Tôi biết ngay mà cũng đi coi bói mà, thấy không? Bao nhiêu lần tôi nói với bà rồi, thấy không? Bà đừng có đi coi bói nữa. Lần trước đó bà nhớ không? Ha, đi coi bói xong cái về cái làm cái nồi cái lò lửa ngay trước nhà nè. Bắt tôi nhảy qua nhảy lại. Bà nói nam thất nữ cửu. Tôi nhảy 9 cái bà bắt tôi nhảy lui lại 2 cái. Xíu nữa cháy cái quần. Thì như vậy nó phải linh chứ. Linh cái gì? Rồi cái lần trước tôi đi làm về đâu không biết. Bà nấu cái nồi nước xả. Tôi vừa mới bước vô cửa bà xối từ trên đầu tôi bà xối xuống. Trời đất ơi, đi làm 3 ngày trời ha. Mà người tôi còn hôi xả không luôn á. Thôi. Thì bà biểu tôi làm vậy mà. Biểu cái gì? Trời ơi, thôi tôi xin bà mai mốt đừng có đi coi bói nữa nghe. Mà thôi, ông đừng đánh trống lảng nữa. Ông biết chuyện gia đình của Hoàng chưa? Sao không biết? Cái gì? Thì á, nó đi làm cái gì đó. Xong rồi vợ nó giận hờn giờ về bên nhà bên mẹ nó rồi. Mà tại làm sao mà vợ nó bỏ đi không biết không? Thì cái chuyện là vậy đây nè. Để tôi nói cho ông biết nè. Thì tại vì ông lộn xộn tùm lum. Nhân viên nào vô mà đẹp á, thì ông như là mất hồn. Thì đó. Vợ nước ngoài à. Mà ông đâu có chịu nghe. Cho nên bà vợ mà bỏ đi khỏi nhà. Đáng lắm á. Một lần cho tận tới nhà. Nhiều lần nó rủ tôi đi chơi, tôi đều từ chối vì tôi đâu thích la cà. Chưa bắt tại trận á thì mấy ông còn chối. Chứ tôi biết á, mấy ông gặp con gái là gặp mắt lo le à. Cũng may á là lúc nào cũng có tôi ngồi ở sau lưng nghe. Nếu không thì ông sẽ chạy theo ông dê liền. Đúng không? Trời ơi, để tôi nói cho bà nghe đây nè. Thôi, tôi biết ông sắp sửa nói gì với tôi à. Tôi nghe mỗi ngày à. Sao bà biết? Thuộc lòng rồi. Bây giờ là ông tôi giống đổi chỗ nha đi. Ông làm vợ tôi làm chồng. Ủa là sao? Bây giờ làm không? Là giờ tôi qua đây tôi làm vợ. Tự nhiên cái xuống kèo ngang vậy. Bây giờ làm không? Rồi tôi chiều bà luôn đó. Rồi sao? Nghe đi nè. Ông nói với tôi mỗi ngày nè. Nói sao? Nghe nè. Bà là đinh
Thị Thi chứ đâu phải là Đinh Thị Nghi đâu, sao bà nói với tôi như vậy? Hay ta. Đúng không? Rồi sao nữa? Còn nữa, cái gương thằng Hoàng còn sờ sờ trước mắt tôi, đâu phải đồ ngu mà làm tan nát một gia đình. Hay trời. Nè ông nói nè, nghèo trong tình kêu thân tử theo dõi suốt đêm ngày. Đó chỗ, đó chỗ, đó chỗ à, mà à, trời à. Ơi, ba cái chuyện đó ông khỏi cần nhắc nhở. Cho ông biết nè, ở công ty ông toàn là tay chân thuộc hạ của tôi không đó nghe. Cái gì ghê vậy? Chuyện sáng đeo mới làm dữ vậy thôi. Mai ông biết chuyện lên đường hư ông đã tránh. Nếu không mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vì thời buổi hôm nay có ông Thái Giám hiện hình. Trời ơi, cũng may là bà còn tin tưởng tôi, chứ nếu không thì trời ơi. Nhưng yên tâm đi, tôi là chồng mẫu mực, hạnh phúc gia đình phải dựng lấy nhiều gian khó, đừng vì phút sai lầm mà hối hận nghe ông. Thôi mà bà nói vậy thì thiệt sự là thôi, tôi bây giờ tôi mới thấy hối hận đây nè. Hả? Hối hận gì? Thì lỡ là bà nói vậy thì thôi, giờ tôi nói hoạch tẹt ra luôn đi. Là tôi có giấu bạn chuyện. Giấu chuyện không? Gì? Ông giấu chuyện gì? Ông nói mau cái gì vậy? Ông móc cái đây gì nè. Ra đây? Bà đọc đi. Thơ thơ gì đây? Thơ ông thú tội với tôi phải không? Thì đó đó, bà đọc đi. Trời rồi bà tha lỗi cho tôi. Tôi nghe. Biết ngay mà, thật rõ ràng thầy mối nói không có sai mà. Trời ơi, mỗi lần hèn chi, mỗi lần tôi đi coi mối nha, tôi đi coi mối ông đều cấm cản tôi không cho tôi đi coi mối nè. Đọc đi, đừng nói nhiều quá, đọc đi nghe. Đọc đi. Sao vậy? Đâu có kiến đâu, đọc. Không có. Rồi 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 rồi. Tài trợ luôn cho cái kiến nè. Ông đeo vô cho tôi coi. Rồi đeo vô cho bà đọc cho ha. Đó. Rồi, thấy rõ không? Thấy rõ. Rồi đâu đọc lớn lên coi. Giấy quyết định ông Quỳnh Ngọc Ẩn được bổ nhiệm làm giám đốc. Ổng được làm giám đốc thì mình cũng được làm bà giám đốc. Mình sao tự nhiên giờ cái tôi không muốn ai kêu tôi bằng mình hết trơn trời. Sao giờ tự nhiên tôi muốn người ta kêu tôi là ông giám đốc mà nghe. Trời ơi, giám đốc Ẩn. Sếp Ẩn ơi, sếp giỏi quá à nghe. Ê nói nghe nè, sao tự nhiên tôi thấy tôi hơi chảnh rồi đó. Giờ làm sao cho tôi coi được đi, chứ tôi thấy là tôi chảnh dữ lắm rồi đó. Sếp Ẩn, sếp nghe em nói nè nha. Nè, nói sao cho ngọt ngọt, nghe cho được cái lỗ tai nghe, chứ nói sân sẩn như nãy giờ là tôi thấy không được rồi đó. Nghe đây nè mình. Sao? Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Trời ơi, chết tôi rồi. Chiều nào xò tóc ngồi bên rèm. Chết tôi rồi trời ơi. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khiết tâm tư lại thôi. Thì thôi mà ước chi nhiều. Tôi đi làm nha bà Thi. À, ông Quỳnh Ngọc Ẩn, ông Quỳnh Ngọc Ẩn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi của thí sinh Nhật Anh Dương với ca cảnh Cái Bóng Bên Trong. Cảm ơn Tiêu Minh Phụng đã hỗ trợ cho Nhật Anh Dương trong phần thi này nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ thì xin được nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời chị Thoại Mỹ ạ. Trong cái tiết mục này á, em diễn nó xôm sân khấu, nhưng mà chị Mỹ thấy là bữa nay Dương không có giống cô Huệ nhiều. Ngay cả ca là hai câu giọng cổ luôn, nhưng mà em xử lý cái cách của cô Huệ á, thì chị Mỹ thấy ít. Có dạ. Nghe kỹ cô Huệ trong cái tiết mục này không? Giống như những lần trước thì ban giám khảo có kêu sửa cái cách xuống giọng cổ. Nhưng anh Dương đã quen với cái cách của cô Huệ hát giọng cổ được cũ rồi. Nhưng mà ban giám khảo kêu sửa thì hôm nay như vậy thì Dương đã cố gắng hết sức rồi. Không phải, chị Mỹ nói không phải là cái xuống giọng cổ không, mà cái âm ca giọng cổ của cô Huệ á, mấy bữa em ca nó giống hơn. Mà dạ. Bữa nay á là chị Mỹ có cảm giác là em đang ca em buông. Em buông rồi cái giống như em giật mình em lấy lại để em ca cho giống.
Cho nên là có lúc giống lúc không. Mà cái giống bữa nay so với mấy vòng thi trước á, thì chị Mỹ thấy là Dương hôm nay Dương ít giống cô Huệ nhiều hơn. Chị Mỹ muốn Dương phải giống cái âm nhiều hơn và cái cách ca của cô Huệ nhiều hơn như những vòng thi trước nha. Cảm ơn giám khảo Thầy Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị Thanh Hằng cũng đã có xem chị Huệ diễn cái tiết mục này với lại chú Thanh Điền rồi. Đúng là cái âm của Dương nó cũng vẫn có mang máng của Thanh Kim Huệ trong đó. Nhưng chắc có lẽ vì cái tiết mục này nó làm cải tính cách của Dương, cho nên là Dương ráng cố gắng hết sức mình để mà mình có thể mình nói nhanh rồi nói theo giống cho cô Huệ này kia nọ, thì nó làm như nó sẽ bị lệch đi cái cách đặt giống như của Thanh Kim Huệ, thì coi như nó bị hơi lệch chút xíu. Thôi thì chị cảm ơn Dương đã đến và làm tròn xong cái tiết mục của mình. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng và xin mời anh Kim Tử Long ạ. Trong câu vọng cổ vừa rồi á, là em vô hai lần. Lần thứ nhất đó, là có thể là em bị hơi gấp quá, nó làm cho cái chất giọng của chị Thanh Không Huệ á, nó không có thể hiện được ở trong cái làn hơi của em. Câu vọng cổ thứ hai á, thì em lại lấy cái lời ông Ngọc Ẩn để em ca. Em ca một cái câu nào mà của chị Huệ đó thì giọng em rất giống. Nhưng mà khi em ca một cái câu vọng cổ không phải là chị Huệ hát thì nó bị hụt. Nhưng mà không sao cả, trang phục là tóc tai là em giống nè, và cái cách biểu diễn của em, anh khen em là em rất là dạng dĩ sân khấu. Nếu như vào vòng chung kết thì chúng ta phải chọn những trích đoạn nào đắt giá nhất của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ nha. Cảm ơn ban giám khảo nhiều lắm. Cảm ơn ba vị giám khảo. Mỗi một bài thi sẽ là một bài học mới cho mình, đúng không em? Hy vọng rằng em sẽ tiếp thu những cái lời nhắn gửi từ phía ban giám khảo để hoàn thiện mình hơn ở những vần thi sau, nếu mình được đi tiếp em nhé. Cảm ơn ba giám khảo. Cảm ơn anh Nghĩa. Dạ thưa quý vị, với những ai yêu mến nghệ thuật cải lương thì chắc hẳn là không quên được vở kinh điển Khách sạn Hào Hoa. Và ngày hôm nay trên sân khấu, nghệ sĩ Thần Tượng sẽ thể hiện lại trích đoạn trong vở diễn kinh điển này với phần dự thi của thí sinh Thái Điền cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ Thi Nhung và Võ Ngọc Tân. Dạ thiếu tá. Chào em Hiếu. Dạ. Sao mấy bữa nay không thấy qua làm? Dạ. Dạ chắc là thiếu tá biết việc má tôi bị bắt. Má tôi bị bắt vì chuyện gì và giam ở đâu? Chắc là ông biết. Mấy chuyện đó tôi đâu cũng biết gì hơn em đâu. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc bắt lầm. Sau khi mà người ta su tra xong, nếu ông dính líu gì tới mé bên kia thì cũng thả thôi. Ba cái chuyện bắt bớ đó là chuyện của người ta, chứ tôi cũng có biết gì đâu. Hiếu. Dạ. Ngồi đi. Cái chuyện mà má con bị bắt á, tôi không có biết gì đâu nha. Đừng thổi tôi à. Ông thiếu tá cảnh sát nhà này mà không biết thì còn ai biết hơn nữa chứ. Nè, ông Trung Quý Ngọc. Dạ. Ông nói vậy là sao? Ông nên cẩn trọng cái lời nói của ông với tôi nghe. Dạ, theo suy nghĩ của tôi thì ở đây không có ai quyền lực bằng thiếu tá. Thiếu ông... tá. Thôi được rồi, em cứ, cô cứ yên tâm đi. Chuyện này để tôi điều tra coi sao, rồi có gì tôi cho hay. Dạ. Dạ thiếu tá ơi, thật lòng là tôi lo cho má của tôi lắm, nhưng mà ngặt nỗi là tôi không có tiền. Không có tiền hả? Dạ. À thiếu tá đã nói như vậy rồi thì cô còn lo lắng gì nữa? Không lẽ ngài tính hồi lộ thiếu tá hay sao? Nè, cậu nói vậy. Dạ. Chẳng khác nào tôi ăn tạp hay gì. Dạ. Thiếu tá, bây giờ em không có thể nào mà không lo cho má của em được. Em biết làm sao hả thiếu tá? Thôi thôi được rồi, bây giờ cứ yên tâm, tập trung vô lo cho khách sạn của tôi đi. Còn cái chuyện đó tôi điều tra giùm cho. Khi nào mà có thông tin gì đó thì tôi nói cho hay. Dạ thiếu tá. Cái gì? Dạ bà tới à. Bà nào? Dạ bà thiếu tá đang đợi ngoài xe. Sao nãy giờ không nói sớm? Dạ. Không có nói sớm ha. Vợ tôi mà bà dần lên một cái đi ha. Là cậu chết với tôi đó. Dạ. Làm ăn cái gì không xong nữa. Có nhiều đó thôi, bởi vì làm hoài có một lon không lên nổi hả. Anh Ngọc,
Anh biết chuyện má tôi bị bắt sao? Có biết. Và tôi đã chạy lo cho dì hai từ sáng tới giờ. Nhưng khổ nỗi, cái lòng thiếu quyết của tôi không đủ uy tín để tháo củi sổ lộc cho dì hai. Cảm ơn anh đã có lòng lo cho má của tôi. Cảm ơn. Thật ra thì tôi đã đây không phải sự cảm ơn của Hiếu. Sự cảm ơn của Hiếu xuất phát từ đáy lòng. Nhưng Hiếu ơi, chắc chắn nay mai vì gì hai cũng được thả. Vì một lời hứa của tôi, một lời hứa của thiếu tá sẽ Ngọc có uy tín gấp trăm ngàn lần của tôi mà. Anh Ngọc. Hiếu. Hiếu ơi, Ngọc và Hiếu là đôi bạn chắc chỉ yêu thời thơ. Tuy có lúc tách rời nhưng cảm tình nồng hậu vẫn không phai. Thì nhận xét của tôi có lầm đi chăng về cuộc đời thành mà tin của cô, tôi chân thành nhận lỗi, xin đừng lừa dối đi nhau. Giờ tôi biết rằng từ lâu cô có liên quan mật thiết với bên ngoài. Cha cô mất còn chưa rõ, có thể như Trường Sơn hay hoạt động thấp vùng. Dù còn dù mất, tôi vẫn kính nể quả đến với tôi thì anh cứ làm ngơ đi. Anh bận tâm làm gì? Làm sao không bận tâm cho được? Vì tôi đã biết rõ mưu đồ của thiếu tá, và tôi biết rõ những chuyện gì đang xảy ra tại căn phòng này. Anh rình rập đến vậy sao? Rình rập có nghĩa là mà không, tôi thành thật xin lỗi Hiếu. Hôm nay tôi đến đây không phải để nói cái chuyện này. Nhưng Hiếu ơi, sự thật ấy rất đau lòng. Tốt hơn hết thì anh đừng nói ra sự thật đó, vì tôi đã hiểu tận thâm tâm của nó. Như có vẻ ghen tuông hằn học. Ghen tuông hằn học. Hiếu, còn lời lẽ nào nữa không? Em hãy nguyền rủa nữa đi. Em hãy nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng hoa già. Hiếu ơi, tôi
tìm hiểu như cách như qua như thơm phong lan xưa lần về ngõ trúc như canh nén nhớ mùa xuân quay về xứ cũ. Thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ thơ ấu của tôi hồn nhiên cùng tụng tăng đùa giỡn trước sân trường. Ngôi trường xưa của làng quê đại ngại tôi lưu luyến vô cùng, vì ở nơi đó có hai tâm hồn bé nhỏ nhà tấn kề kỷ niệm rất thâm sâu, rồi lên Sài Gòn theo chung thật xa xôi nhưng lòng vẫn nhớ về quê hương ngọt ngào dòng sông Hậu. Do trường về tới lại nhớ thương nhớ khói sương mù của làng quê đại làng quê đại gãy đã không còn nữa. Đã bao lần bình định xuất chương anh không biết điều đó, vì những năm anh đi học ở Sài Gòn anh chưa một lần về thăm đại gãy. Có một mùa bài trường cánh đó tôi trở về quê thăm lại lại Sài Gòn. Chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa liền đèn sách. Tôi không muốn làm một cái bom đạn đi lo lót tiền để làm cảnh sát để được yên thân, giờ gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng. Nhân hiếu thì một bề hờ hững khiến lòng tôi tê buốt nghe tờ giá băng. Anh Ngọc, sao lại giá băng? Tôi cứ tưởng anh đã gửi trọn tình yêu cho cô con gái con của ông trung tá, là anh đã chọn phải nơi vừa lứa vừa đôi. Hạnh phúc như vậy đâu có dễ tìm đâu anh. Hạnh ôi hai tiếng đó nghe sao nó vừa lại vừa xa vời nhớ tận chính tầng mấy. Hiếu ơi, còn tôi, tôi là kẻ đang ở tận cùng sâu vực thẳm. Giữa biển người rộn rịp giữa đất Sài Gòn son phấn xa quá, tôi là con thú tôi nghiêng. Quần quại trong đêm không bến đồ lưng hồi, tôi là tổ điệp trong chấp gió Sài Gòn. Người ta đã vào tôi vào bẫy rập mà dù sao cũng phải sống pha đâu mà ràng buồn
sao anh cứ mãi nhắc đến chuyện duyên tình? Sao không bao giờ anh nghe nhắc về làng quê Đại Ngãi, quê hương của chúng ta đó? Nếu quê hương của chúng ta không còn thì liệu chúng ta có còn ung dung trong tình yêu của đôi lứa? Cô Hiếu. Anh Ngọc. Tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu được cô Hiếu. Cô đã nói rằng làng quê Đại Ngãi giờ không còn nữa, giờ chỉ còn có tôi và cô. Chúng ta sẽ tìm về, chúng ta sẽ tìm về lối quê xưa. Chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn của vở Khách Sạn Hào Hoa với phần dự thi của thí sinh Thái Điền cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ Thi Nhung và Võ Ngọc Tân. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Xin mời ý kiến từ giám khảo Thanh Hằng. Chị nói đến đây là cái giọng ca của em. Em đã cố gắng hết sức mình để cho có một cái sự giống anh Giang Châu. Nhưng mà trong đó chỉ nghe thoang thoáng cái chất giọng của anh Giang Châu, chứ còn rặt coi như là cái âm giọng của em phải nói thật sự là khác hẳn. Đến cái vai này, cái nhân vật này em kém rất là nhiều. Phải ráng cố gắng nhiều hơn nữa để mình vẫn còn mang mãi cái hồn và cái lửa của người nghệ sĩ mình thần tượng. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long ạ. Thái Điền làm cũng rất tốt á, nhưng mà chỉ có là kinh nghiệm chưa có thôi, chứ còn chất giọng thì giống anh Giang Châu. Anh thấy rõ ràng là em khớp quá, em hát chưa có tự nhiên. Chính vì cái hồi hộp, cái lo âu của em á, thành thử ra là khi mà em cố em hát cho giống anh Giang Châu á, có những chữ nó bị thé hơn. Thé. Anh cũng mong rằng em phải tự tin ở bản thân của mình. Với cái giọng hát này, tự tin lên thì em sẽ giống thần tượng mình chuẩn hơn. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Kim Tử Long và xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Trong cái trích đoạn này, anh cũng cố gắng hết sức của mình rồi. Thoại Mỹ cũng thấy được anh cũng có những nét giống chú Giang Châu. Như anh Long nói á, nhiều khi mình ráng cố gắng để làm sao cho giống thì đâm ra mình bị thé. Anh Giang Châu đó không có bị cái thé đó, mà ảnh ca rất mềm. Ảnh đẩy hơi giống như chị Thanh Kim Huệ vậy đó. Ảnh ca nhẹ nhàng, cứ đi thả vậy đó. Thoại Mỹ mong rằng có những lời góp ý của chị Thanh Hằng, của anh Kim Tử Long, anh Điền sẽ rút ra được những kinh nghiệm để làm hành trang cho mình nha. Thoại Mỹ chúc mừng anh. Mình cũng đã hoàn thành vai diễn rồi, cũng đã nhận được những lời góp ý từ phía ban giám khảo. Hy vọng rằng anh sẽ có những phần trình diễn tốt hơn cho những lần thi sau anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có 3 phần thi rất là ấn tượng của các thí sinh trong đêm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị vào đêm thi tuần sau. Vẫn là một đêm thi của vòng bán kết với những thí sinh còn lại. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng do Đài Truyền Vĩnh Long phục cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo, cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh Truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền Vĩnh Long 2. Đại nghĩa xin trân trọng kính chào. Chào.